Hi, chào mọi người ha, welcome mọi người đến với kênh của Nông Dân Kali nha. Hôm nay là gần cuối tuần rồi thì mình có dịp ghé thăm ở vườn cây Mimosa chi nhánh ở North LA, đường Olsen 6270 Olsen Street nha các bạn. Đây là chi nhánh chính Mimosa, là vườn cây lớn nhất của vùng Nam California nha, có lịch sử hơn 40 năm rồi. Thì phía trước mắt các bạn á, là rất là nhiều hoa giấy, các bạn thấy đủ màu sắc không? Màu tím rồi màu trắng nữa. Thì hôm nay mình có hẹn với bạn ở đây ăn uống OC á, xong rồi mình chạy lên đây luôn, sẵn mình ghé thăm lại coi vườn còn những cây gì. Đây là anh Kim chủ vườn cây các bạn đó. Ok các bạn, bây giờ thì mình cũng hỏi ý kiến anh Kim, anh show mình một số cây ăn trái của vườn các bạn. Tại Dạ. vì thấy Dạ, nó ở ngoài trước bông giấy đẹp quá anh, nhiều bông màu giấy quá. quá, quá nhiều màu. Dạ. Cái này là bông giấy Thái. Nó hai màu. Khi nó mới bắt đầu thì nó có màu hơi xanh xanh một xíu, khi nó bắt đầu nó ấy thì nó chuyển thành hai màu, vừa màu trắng với màu hồng. Cái này nó kêu là Thái Delight, là một Thái Delight hả? Đẹp cái quá. loại bông giấy mới mà gần gần như rất là được ưa Mấy cái chuộng. này thấy Home Depot nó ít, Ít có cái màu này nha. nó có màu tím này thì Đó em đó kiếm nó thấy cái nhiều màu nhiều. purple với màu red thì nhiều, nhưng mà hai cái màu này là cái màu này nó kêu là màu gold, nó cũng ít có lắm. Ồ, cái Cái này này cũng là hiếm này. đó, đó cho nên gần như là ai cũng thích cái hai cái màu này. Cái này thì giá là sao anh, cho giá giúp Đó dễ đó, được phải không? mình bán khoảng 34 đồng một cây, cao 34 lắm. đồng một cây, 5 gallon thì 34 đồng. Mà ở cái bên chi nhánh bên đây thì anh Nó có special gì cho Ồ, cậu không? Mimosa mà cách đây là 40 năm là được hình thành. Đúng 40 năm về trước là cái vườn này được hình thành. 40 năm luôn. Dạ. Ngày xưa chú Wow, Tiến nó cũng lớn mở ra tuổi cái rồi. tiệm này lúc 40 năm về trước, gần như lúc đó gần như không có ai bán cây ăn trái gì hết. Đúng. Chú là một người phải gọi là người tiên phong của cả Cali, thậm chí cả nước Mỹ nữa. Tại vì Wow. Pine Island thực chất mà có được ngày hôm nay là cũng nhờ chú Tiến qua đó, ông góp ý với lại người mẹ của ông Pine Island là Hay Eric là đó. bên Florida Bên phải không anh? Florida lúc đó không có Pine Island. Có Lúc đó pai rồi có là diêu rồi gì đó. lúc đó Pine Island chỉ trồng landscape thôi, thì chú Tiến mới qua. Lúc đó chồng người người thành lập của Pine Island mất, cho nên chú Tiến mới qua góp ý với lại người vợ là nên trồng cây ăn trái, vì người ở ở Cali rất là cần, cho nên mới có ngày hôm nay. Wow. Nhưng mà cái này là 40 năm trước rồi, có 40 cái chi năm nhánh trước này. rồi nha, Wow, nó có. là cũng giống như là năm 1975 gì đó, Dạ. hồi đó là Lâu lắc rồi, Việt năm 1900 lâu lắc rồi. Nam conflict rồi qua rồi xuất hiện này nha. Hồi đó em có đây nè, cái em gặp được, may mắn gặp được chú Tiến là người cái chú cho cuốn sách Vàng đen. vàng đen đó. Thấy đọc cũng hay nha. Có gặp anh lần nào luôn, năm 2017 gặp anh ở đây lần đây trên đây lần. Ok thì thôi thì anh. Thôi thì để nhân mình. cái ngày lễ 40 năm đó, mình sẽ bớt 30 đến 40% hoặc tất cả những cái cây ăn trái ở đây. Wow, 30 tới 40% tất cả những cây ăn trái là cho giá giá là đã giá sale hiện thời rồi chưa anh, hay là sao anh? Thì cái giá trên 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 thùng á. Trên trên thùng, giá trên thùng. Còn như là mấy cây này thì anh không có bớt đó được, không, cây Mấy bông cây giấy này thì là mấy cây mình không có làm á, cây của người ta. mà nó quá rẻ rồi, Nó thí dụ quá ba rẻ rồi. ba bốn đồng này bớt 40-50 Có phần những cái trăm nữa cây nó ra mà 15-16 đồng những cái sao. cây mà mình làm hay là của tiệm á, thì mình bớt được. Còn cái cây này là giống như mình mua mình bán ăn hoa hồng 50% thôi, nó rất là nhà thấp. Thì các bạn theo anh Kim nói là nhân kỷ niệm 40 năm thành lập vườn cây thì tất cả những cây ăn trái thì loại cây ăn trái nào và size lớn hay nhỏ thì anh có thể on sale từ 40 tới 50% các bạn. Mà thí dụ mà các bạn có mà group buy mua số lượng nhiều thì anh có giá special hơn nữa. Thì số phone của anh Kim mình để trên màn hình bên góc trái màn hình, các bạn có thể trực tiếp liên lạc với anh. Thì ngoài đó thì trên vườn Mimosa thì cũng có địa chỉ và số phone ở ở đây nè các bạn. Đó, cái này là backup, còn số phone của anh Kim thì mình để trên màn hình đó, thì các bạn có thể gọi trực tiếp tư vấn.
Ồ, anh có nhãn ở đây nữa đây hả? Dạ, hiện giờ mình có nhãn bắt đầu gần như là cuối mùa rồi, những cái nhãn này ăn được hết rồi. Mình trái em bao Dạ nhiêu mua dạ. trái bao nhiêu? Nhãn này là ăn được hết rồi, mình không phải chờ nữa. Một Dạ. Cứ cây vậy chờ. là 400 đồng mà Dạ chưa có mình discount phải không anh? Nếu dạ mình mà đi có cao là 200. 200. Wow. Ồ, cây cũng lớn, trong chậu 20 ga lông á các bạn. Anh discount là 200 à. Ví dụ mà anh nói nãy là sale 40 tới 50% á, ví dụ cây này sale 50% là 200 á các bạn. Cái gốc Cây rất là lớn lắm lớn á. nha, cây lớn, gốc lớn. Dạ. Ừ. Cái cây này gốc còn bự hơn Wow. nữa. Những cái cây 20 ga lông này gốc rất là lớn. dạ Rất rất dạ là nhiều trái mà. dạ mà trái nhiều. Trái này gọi là thúng thúng luôn á các bạn ơi. Dạ. Đây cái cây 200 đồng á, đáng cây 200 đồng các bạn, khác với cây 60 đồng hồi bữa mình quay ở Mimosa Rosemead hồi bữa cũng có trái nhưng mà có một vài trái leo hoe. Cái này các bạn có thể hái một được một thau nhỏ nha. Tại vì nó nhiều lắm, nhiều chùm vậy nè. Nhiều chùm. Cái này chắc khán giả hái ăn bớt rồi đó anh, nếu mà Cái khán giả này là customer không ăn bớt rồi nó còn còn nhiều hơn nữa. Tại em thấy rõ ràng hái nè. Đó. coi Đó. cứ Nhiều một lắm người một luôn á. trái là 10 người là thấy Ủa, còn đây là ổi gì anh? này là ỏi Thái. Ổi Thái. Và một bây giờ mà không biết tại sao mà bây giờ người Việt mình không còn ăn cái ỏi có hột nữa, nhưng mà đây là cái nôi của thiên hạ. Ổi Thái và ổi Đài Loan ngày xưa rất là được ưa chuộng mà ăn rất là ngon, ngọt, giòn, Mà trái đầy luôn trái hả? đầy luôn. Mà cũng cao cũng 6 feet hơn á, 6 Dạ. feet rưỡi á. Một cây vậy nhiêu anh, cây ổi Cái Thái cây vậy? ổi Thái ngày xưa là 120, Dạ. hôm nay mình bán nửa giá thôi, 60 đồng mà ăn trái là quà vốn rồi. Quá đã luôn, cái cây hôm nay vô bán 49 đồng 99 mà ổi tầm bậy, ổi mệ gì đó anh, Dạ, đúng rồi, đúng nó rồi, đâu có cháy đâu. mà cây nó nhỏ nữa. Tôi lời lắm luôn các bạn mà mình có mình dịp lên Mimosa ở Austin Street North LA này mua mấy cái ổi này về là lời á thì là trái trái chùm chùm các bạn ơi. đúng rồi. Dạ. Trái chùm chùm á. Để em phải hái thử một trái em ăn thì em review khán giả mới biết cái hộp, cái độ hộp ở đây là sao 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 rồi. Cái này đương nhiên là nó Nó ngon hơn hơi hơi ổi hơn. nó còn non chứ chưa có già lắm. Dạ. Cũng được các bạn ơi. Rất là giòn nha, ngọt. Phải gắt chát thì nó còn sống á. Mà ổi Thái các bạn, ổi Thái cây bự về 60 là quá đã rồi nha. Dạ, dạo này người tại vì mình sale xuống 60 nhiều người cũng mua lắm, tại vì nó trái nó to như vậy mà ăn rất là ngon nha. Ăn ngon, Dạ ít dạ. hạt, có ít hạt không? Dạ, Về cơm á. dày cơm chắc hạt mà ổi Thái là nó giòn hơn là mấy cái ổi khác. Mà cái bự nữa. Dạ. Ok, mình tiếp tục nhé. Dạ. Và hồng giòn thì mình vẫn tiếp tục sale. Nó có Giòn có nhiều trái luôn các nhiều bạn. lắm, nhiều cây hồng giòn này, trái Mà trái cũng năm nay đặc biệt là hồng giòn. Cái cũng này nửa thực ra giá là với giá niêm yết của mình, giá niêm yết trên chậu là 150, nửa giá là 75 đồng hay sao? Phải em có bảy thấy chục thôi. Dạ, bảy 70 chục à? dạ Ủa hồng thấy thấy giòn. cái cây là cái trái Giòn 70 năm nay các cái bạn. trái không hiểu tại sao mà trái hồng giòn nó lớn lắm, nó Đúng y rồi. như là giant luôn chứ không phải là Dạ. cái hồng giòn thường nữa. Không, nên mình thấy cái trái nó rất là Sao có lớn. nhiều người gọi là Giant Fuji với Thì nó là đúng cái ra là cái giant Fuji thì nó ít trái hơn, trái bự hơn, nhưng mà à. năm nay cái thằng regular Fuji nó cũng bự như thằng giant mất rồi. Bự thiệt á. Dạ. Có Thì tờ. 70 cây á các bạn ơi, trong chậu 7 ga lông mà nó cao chót vót luôn á, là trái luôn. Cây nào cũng có trái hết rồi nha. Anh 7 còn ga là không lông có hay giòn hay cây. hay 15 ga lông gì mình cũng bán 70 đồng hết. 15 ga lông 70 á. À, bên kia nó có mấy 15 ga cái cây lông rồi đất rồi chậu rồi 70 rồi rồi trên. mình chỉ muốn người ta đem cái cây có trái về. Có niềm vui cho Đó người đó. ta thôi phải không, cho người mua Dạ thôi đúng không rồi, anh, đúng rồi, đó 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 cái gì là. chứ bà đâu có nè các bạn nè, Cái cây 15 ga lông nè. đây 15 ga lông Người nè, trái nó ngập luôn. anh sale hơi bị dã man á, 15 ga lông mà về là có 70 đồng bạc các Tự bạn. nhiên mình nó Cái chậu với lại cái thùng đất này là 20 đồng rồi anh. đúng rồi, người ta không mua là mình tức quá, mình nói đây là cái lâu lắm mới có được một mùa như vậy, không phải năm nào cũng được như vậy, cho nên Special sale các bạn, nếu mà các bạn có thể có dịp lên năm đây nè, stop by nè, lấy mấy cây hồng giòn này về. năm trước mình không có đến nhiều trái như vậy, Quá năm nay trái nó luôn quá mà. trời trái luôn. Mà trong chậu 15 ga lông sẵn các bạn chỉ cần cho phân 14-14 vô hả, là chút phân trùng phân cá vô thôi là rất là tốt, Một không phải cây mà thay không biết chậu. bao nhiêu trái. Đỡ thay chậu nữa các bạn. Cái thùng 15 ga lông này cây cây nó lớn cao có 8 feet luôn á, mà đầy trái luôn thì có 75 đồng, 70 đồng hay 75 anh? 70 đồng thôi. 70 đồng thôi.
70 đồng thôi các bạn, quá rẻ luôn. À, đặc biệt mình có đu đủ, đu đủ lùn, cái cây nhỏ như vậy mà đã có bông rồi, cho nên nó sẽ có trái rất là xuân. Đó, đó, đây. Lùng lùng mà phụ tùng đầy đủ ha. Nè, đó đó đó, thấy không? Thấy bông không? Ồ. Oh. Cỡ này là coi như là dạ, trái ăn cũng ngon, trái bự ngon. Cái này là Hawaii ha. Đâu dạ không, Hawaii. Cái này là mình không biết là cái giống gì, mình chỉ biết cái là cái giống lùng mà cỡ này là có trái rồi. Cái lùng lùng. Trong chậu vậy là có trái không phải phải đem dạ, ra. Cỡ, không có cần đất gì hết, bên như vậy là có trái rồi. Ồ. Oh. Cho nên rất được ưa chuộng. Hoài mà mỗi năm thường thường nó có nó nóng hơn, năm nay nó lạnh cho nên đến bây giờ nó mới cái này là 500 vẫn sale 40-50% của cái giá này. Mình luôn sale à, 65 đồng. 65 đồng tùy cây các bạn. Đó thì cây đu đủ này trong chậu 15 gallon thì cây nó có hoa rồi có cây có trái luôn, thì anh sale 100 đồng, anh sale 35% là 65 đồng. Đó thì không biết phải đu đủ Hawaii không anh, có hút đó? Không phải, không phải Hawaii. Hawaii trái nhỏ lắm, cái này trái lớn. Trái lớn mà lùn ha anh. Cây lùn mà trái lớn. Cây lùn mà trái lớn à, hay dạ, à. Dạ. À, mấy cây này cũng có trái à, anh ăn người ta ăn không biết anh. Dạ, ăn được lắm mà thì nói chung là mỗi năm cái cây này mình bán mình gần như là best seller. Tại vì nó cây cỡ này cái trái nó thòng 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 xuống đây là người ta rất là thích. Dạ. Dạ. Mấy cái trái thòng thòng chắc ta mua hết rồi. Không thì năm nay khí hậu nó hơi lạnh nên cây đu đủ nó hơi chậm. Dạ. Ok rồi. Dạ. Ồ, chocolate persimmon nè. Dạ. Chocolate persimmon là nó có giống kia mà nó ở trong màu đen đen không? Nó giống cái hồng mềm hơn. Dạ. Yeah. Cái trái nó nó hồng à, dạ, chocolate. Dạ. Ồ, đúng rồi, cái trái nó bầu bầu xuống vậy là giống nó giống giống hồng mềm. Người Mỹ rất là thích, người Mexico thích cái loại hồng dạ. Hồng này. Người Việt Nam thì ăn giòn, người Mỹ thì thích ăn mềm hơn. Ăn mềm hơn. Dạ. Người Mỹ họ thích những cái cây mà lạ lạ lắm. Dạ. Mỗi dân tộc mỗi khác. cây này là giống cây me á các bạn, cây, yeah. Cây me Thái phải không? Cây me là me chua. Me chua. Dạ. Yeah. Me chua cũng quý lắm đó anh. Đúng rồi. Ăn nếu mình cái lá thích, nó mình chua thích, nha. Yeah. Me chua các bạn. Nên nấu canh chua là được. Dạ. Yeah. Sao ai muốn nấu canh chua thì ở đây chua. mình có hai loại cây me với lại cây cóc Việt Nam. Lá ăn coi như là lá cháy luôn mà nè. Em biết rồi, cây sao mà bự quá vậy. Dạ, của Việt Nam mà. Cây cóc Việt Nam. Cóc Việt Nam chứ không phải là cóc Thái thì nó nhỏ. Cóc Việt Nam là ăn lá được không anh? Ăn lá được, ăn rất là ngon. Nó thơm hơn là cây cóc Thái. Đúng rồi, có vị chứ nha. Dạ, cái này là mình làm gỏi cuốn hay là xà lách được. Cóc Việt Nam các bạn, cây bự cao to vật vả luôn. Cái cây về bao nhiêu anh? Cây này mình sẽ 120. Dạ. 120 cây bự các bạn. Các bạn thấy cái giống như là cái greenhouse của ảnh làm vậy mà nó tám feet lủng cái greenhouse luôn á. 8 feet đó mà không. Còn cái me chua này là bao nhiêu cây mình cũng sale 120. Dạ. 120 cái cây me chua luôn. Wow, nó chịu lạnh được phải không anh? Nó chịu lạnh được chứ mà nó sẽ có thể bị xuống lá nhà mà nó không mà, có chết nhà. Nó sẽ sống cây này với cây này nó không chết nhưng mà nó hơi rụng rá. Cóc Việt Nam trong chậu 15 gallon cao 8 feet hay là me chua thì cũng đồng giá với nhau 120 đồng đó các bạn. Yeah. Đó, mấy cây me này là quý lắm á, me chua quý á, nó hiếm hàng hơn là cây me ngọt Thái nữa. Mình có những cây mít này mình cũng muốn đang sell. Mít rất là lớn cao nè. Mít nghệ hay mít gì anh? Mình không, mình cũng không có biết là mít gì. Đây là cây mít này các bạn, anh cũng on sale luôn trong chậu 15 gallon mà cũng cao 8 feet luôn. Có bao nhiêu cây anh? Cái này cũng 120 mà nó cao lắm. Dạ. 120 cây các bạn. Ừ, cái này là 8-9 feet luôn chứ không phải. Mình 6 feet mà không ăn thua. cây lớn á các bạn ơi, cây rất là lớn. Dạ, cây rất là lớn luôn. Dạ. Dạ. Thực ra nó phải bỏ trong chậu lớn rồi chứ còn cái chậu này là hết đất rồi. Nó có trái chưa anh? Cái này chưa có trái. Mít thì nó hơi lâu. Yeah. Nhưng mà có nè. Rồi còn bên đây là mình có nhiều loại mận khác nhau. Dạ. Sao mùa này em thấy nó không có trái hả anh? Thì mình có đủ loại mận. Loại một trái trắng trắng nè các bạn, mận trắng nha. Mận này mận gì vậy anh? Cái này là Black Diamond. Dạ. Black Diamond á. Thì cái trái nó hơi hồng một xíu. Sao nó tên Black mà trái nó trắng à? Dạ. Black Diamond. Dạ. Cái này là bao nhiêu chậu nha anh?
Hiện giờ mình sale là cái Black Diamond với Black Pearl là 70 đồng. Ồ, 70 đồng chậu các bạn, Dạ. Yeah. Black Diamond hay là Black Pearl. Đây là Cái này là Red Jumbo, là một cái loại mận của bên Florida, trái bự. Dạ. mận đỏ của Mận đỏ, Florida vậy. dạ, trái lớn. Dạ. Cái loại này là bao nhiêu anh? À, 80 đồng, 80 7 ga à. lông. Dạ. 7 galon, mận 7 galon 80 đồng nhiều các bạn ơi. Này, có cây tiền các bạn, lên trước thì lựa mấy cây nó đẹp á. Lắc đá mình nè, thân nó cũng lớn lắm nhưng ngón tay cái của mình hơn á. Phía bên này Cây vừa trái. là mận Việt Nam. Ồ, mận Việt Nam Dạ, ha. những Yeah. cái mận là từ Việt Nam qua. Cây này là cây mận ăn Thái. Mận An Thái Nôm na là vú bò đó. phải mà màu xanh xanh đó Đúng ha. rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mận Mận An Thái màu xanh xanh. Wow. Có mận dầu thơm gì nữa không anh Dạ, ơi? đó là Jumbo Thái, Jumbo ở Thái perfume. Dạ. Mận tam hoa các Dạ, bạn, tam hoa cũng mận tam xanh. hoa xanh. Dạ. Nhiều loại Như nha. mấy cái loại này là cũng hiếm quý, mới mới mình mới mới bổ sung. An Thái tam hoa anh có hai Dạ. loại. Ăn hỏi tam hoa. Dạ. Còn này là mấy cây lớn, này là An Phước với lại Ồ. An An Phước Phước. với lại cái này là mận Gì nữa cái mận Hồng nữa Sóc nè, Trăng. mận hồng sóc trăng mà cây bự nè, bao Dạ. nhiêu cây mận hồng sóc trăng lớn vậy anh? Cái giá của nó là 500, mình sale là 350. Dạ. Ồ, 350 cây mận hồng sóc trăng trong hai chậu 25 galon loại lớn rồi các bạn. Cây nó cũng cao khoảng 5 feet rưỡi hơn thôi nhưng mà nó gốc nó lớn lắm các bạn. Anh có còn như là vài Mình cây, có vài cây nhiều, nữa. cái này là An Phước. Ồ, An Phước. An Phước cây cũng lớn. Dạ. An Phước cây lớn cũng giống vậy ha anh, Dạ dạ cũng 350 cùng à. giá giá đó. Dạ. An Phước cây lớn cũng 350 luôn các bạn ơi. Dạ. Bằng giá với mận hồng sóc trăng. Rồi mình dẫn tới coi cái vườn, có cái vườn mận của mình. Ồ. Hay quá. Ồ, vú sữa có bông nè anh. Đúng rồi, đi sửa cá bông. Dạ. Ồ, hay ha. Dạ. À, cây vú sữa có bông nè, quá Yeah. trời luôn các bạn. Cái này cây lớn. Dạ. Mà cây lớn, cây cái gốc lớn ghê luôn Dạ á. dạ dạ Có trái chưa anh? cây này thì chắc cũng phải 1 tháng nữa nó mới đậu trái. Dạ. Wow, hay à. Cây này là bao nhiêu vậy anh? À, mình xem 1.000. 1.000 các bạn ơi, cây vú sữa lớn gốc gốc khủng nè. Mà ảnh nói là nó sẽ đậu trái trong vòng vài tuần, ở 1 tháng nữa, tại vì bây giờ bông nó nhiều lắm luôn các bạn, cây lớn lắm. Mà loại này loại xanh hả, loại loại tím tím anh? Đôi tím và purple. Purple. Hay vú sữa tím. Ồ, queen của anh vẫn còn quá. Queen Tết Khuyên mình ha. có nhiều lắm, mình chuẩn bị cho mùa Tết. Bây giờ thì nó Đó. không có bông cho nên mình cũng không có để ra nhiều, nhưng mà nó cái khoảng thời mà mùa khô nó có thêm một cái một năm nó có 2 mùa, mùa này nó Dạ. có bông mà ít hơn, rồi xong đến mùa xuân nó sẽ có là chính thức là cái mùa của nó. Ủa nó thích nắng hả anh? Em đâu biết, em Không, nó không thích nắng đâu, nhưng mà mình cứ chứ mình bỏ đâu bây giờ. Phải có Ủa vậy. chỗ chứ. Dạ. Nó thì nắng sáng là ok hơn. Dạ. Bên đây mình có Butterscotch với lại Alano. Oh, Butterscotch. Dạ. Đó, cây này hồi bữa mình mua cây các bạn cũng Alano. tốt lắm. Thì đó. Cây này là Dạ on sale luôn ha dạ anh. on sale. Thì mà ai mà tới đây là mình bán cái này mình bán nửa giá 150 thôi nha. Cái này cũng 150 luôn. Butterscotch 150 các bạn. Dạ. Samoche Butterscotch là nó đình đám vào 1 năm trước đó, là Dạ thuộc hàng dạ. quý hiếm á, bây giờ vẫn còn quý hiếm tại vì nhiều người nói là nó là taste là ngon nhất trong cái đám Saboche. Dạ dạ cái đây Alano nó cũng bắt đầu có trái Alano thì mình đầu trái cũng nhiều rồi các bạn. mình cũng xem 150. Alano cũng 150 luôn nè. Dạ. Olana trái nè, trái đạo quá trời các bạn. Anh xem 150 luôn, trời cây này chùm chùm trái luôn, thấy mê luôn. 150 cây. Dạ. Cây này cho nên thường thường mùa mùa lạnh thì những cây này nó sẽ có thể bất cứ lúc nào nó có bông. Cho nên một cái chuyện là người ta hay tới cái vườn này để đi tìm những cây có bông.
cho nên nhưng mà bây giờ mình tiết lộ là nó bắt đầu có bông, cho nên nếu mà hay quá vậy hay à chí chí cho nên nếu mà ai may mắn là chụp được cái cây có bông. Nó có bông nè các bạn, nó có bông nè, như thân gỗ của anh nè đó. Ai nói là bự bự không có bông, bây giờ nó có bông ra nè. Bông nữa mùa nè, là mùa lạnh là nó bắt đầu có bông. Cho nên mình không có dám nói là khi nào nó có bông, nhưng mà đó là sự may mắn của từng người. Ai tới sớm thì mà chịu khó tới cái vườn ở LA này, mình thường năm nào cũng vậy, cỡ tháng 11 là nó hay có bông lắm, cho nên người ta hay tới đây cứ rình 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 ta lấy trước. Giá của về một cây về bao nhiêu anh, trong chậu này 45 gà lông, cái này giá mình bán là 1.200. Dạ 1.200. Dạ nó rất là lớn. Dạ cây lớn lắm các bạn ơi. Cây lớn có bông, có bông đàng hoàng, 1.200 ha. Dạ còn hồi bữa là ở phía bên vườn kia thì mấy cây mà 700 gì anh nói đó, nó cũng ok lắm, nó chưa có bông thôi. Ai mà lucky qua bên Rosemead pick mấy cái cây đó dáng cũng đẹp lắm mà nó có bông năm nay là các bạn lucky. Mình cái đó mình không có nói được, cái là mỗi người mỗi nhưng mà cái size đây nó lớn hơn là size hơn chứ bên 700. Kia à, đúng rồi. Cái size này size lớn hơn, size lớn, size kia size nhỏ hơn, size 45 gà lông thì nó có bông đó các bạn. Thì mình dạch lá tìm sâu hồi cũng tìm ra nó có bông à, nó xay xay lớn mà. Dạ tán đẹp à. Rồi mình vô cái vườn mật của mình, không biết nó rụng hết chưa nhưng mà ủa cái vườn này tên mimosa là hồi xưa là trồng nhiều cái cây mimosa hả sao? Không phải, ngày xưa chú Tiến ổng học, ổng là sĩ quan Đà Lạt cho nên ổng mê Đà Lạt, ông lấy cái tên Mimosa là ông nhớ tới Đà Lạt. Mận Thái Châm Bồ. Thái Châm Bồ các bạn. Trời ơi anh chưa kịp ăn con gì nó dứt cơ chứ. Trời ơi trời. Ăn Thái Châm Bồ ăn rất là ngon. Cái con xanh mà con nào nó cũng cạp. Ghê, giống con chuột á. Chuột cạp ghê. Nên những cái trái mà nó có bắt đầu nó điểm cái màu đỏ là mình ăn được. Nó phải có cái màu đỏ nhưng mà nó có màu đỏ thì ăn mới được nè. Nên mà cái mận này nó chắc, nó rất là chắc thịt, rất là ngon các bạn. Thơm mùi mận nha. Thơm mùi mận. Ở trong này có nhiều trái cây lớn quá anh. Mấy này cây lớn, mấy cây này ăn rất là ngon mà nó chắc. Giống như là anh cho mình trái bự hơn các bạn. Một cây lớn này cỡ bao nhiêu anh Kim? Thường là mình bán khoảng 1.500 đến 2.000 tùy theo cây. Nhưng mà cây rất là lớn các bạn, mua về có thể là ai có thích ăn mặn hay là có nhu cầu trồng một cây lớn ở trước nhà hay sau nhà thì rất là đẹp nha. Khoảng 1.500 tới 2.000, nhưng mà cây này rất là lớn, nó cao mười mấy feet lận, gốc cũng như là bắp tay luôn. Nhưng mà cái mặn mà ngon nhất là mặn này, cái rễ gốc kẹp. Mà phải ăn đúng, ăn phải đúng đúng nó lúc. Ngọt ngay à anh ơi. Ừ, ngọt lắm nha. Cái này ăn ngon hơn nữa, nó có cái vị trong đó. Ừ, thử cái này. Cái này nó là red rocket. Nó red phải rocket. Cái màu đỏ như vậy thì mới ăn được. Còn cái màu đỏ như vậy là ăn chưa được. Nó vẫn là đỏ mà chưa đủ đỏ. Đỏ mà đã bầm á, thì mới ăn được. Red rocket này là bao nhiêu cây anh? Nó mắc hơn là thấy trong một cây lớn như nè. Dạ, mình không có nhiều cái red rocket để bán. Nhưng mà mình cũng bán cũng giá đó từ 1.500 đến 2.000 tùy theo. Nếu mà người nào có nhu cầu mà mình thật sự thích đó, thì mình mới nhường lại cây thôi chứ mình cũng không muốn bán. Chứ để anh làm chiếc phải không? Dạ đúng rồi đúng rồi. Review thử cây Red Rocket của trái Red Rocket anh đưa mình. Mặn đỏ mà, mặn ửng luôn. Ngon quá ơi. Hoàn toàn không hạt nha các bạn. Dạ. Không hạt. Thấy trong bồ hồi nãy cái trái này cũng không hạt luôn. Dạ. Trái châm bồ có thể nó có một hai hạt mà nó không có nó đặc ruột bằng cái red rocket nha. Em thích trái châm bồ, nó thơm mùi mận. Cái này nó ngọt, rất là ngọt. Cái thằng này ăn đâu có thua gì black gold anh, em thấy nó còn ngon hơn, ngon hơn. Ngon hơn. Đây là black gold của mình đây. Black gold được cái là nó sai, nó đầy trái hết. Nó mặc dù cây nhỏ xíu mà trái nó đầy hết. Cái black gold của anh này các bạn thấy mê không? Ôi trái, ui dồi ôi, rớt luôn kìa. Black gold trái nhiều lắm. Trời ơi, rớt đúng rồi. Trời ơi, rớt. Trái đầy luôn, rớt coi như. Trái dã man luôn. Quá trời trái, mà black gold sai trái quá.
kiếm mấy trái đỏ đỏ ăn thử review. Ôi da, đụng cái là gớt à. Có thể chưa chín tới nhưng mà mua cái thằng laptop kịp này. Theo mình thì laptop kịp ngon hơn. Không à? Dạ. Gần thằng này thì đừng cái là nó xài trái. Nó rất là xa chứ, nhưng mà bù lại thì cây Red Rocket nó đẹp hơn, cái cây nó chắc chắn hơn, còn cái cây này nó mỏng manh hơn. Red Rocket nó chắc hơn, nó chắc thịt hơn. Cái này người ta nói mận sống thường thường nó chắc, mà em ăn sống em thấy nó cũng đâu chắc mấy đâu. Nó chín chắc nó ăn ra nước không mà đúng rồi. Nhưng mà Red Rocket nó ăn ngon, rất là ngon. Red Rocket rất là ngon. Quá. Trời ơi, cái Plago mà nhìn thấy thấy mê luôn hả anh, trái gì mà các bạn thấy nó rất bầy bầy chùm chùm như là cái gì mà debris từ bom nổ ra rất... quá trời quá đất. Còn này mận gì để anh? Green Diamond. Green Diamond. Hồi bữa em có thể review thử vừa cây ở bên kia đó. Nó cũng thuộc loại ngon. Trời ơi, anh Kim Say làm dẫn em vô đây em. Hai quá rồi, tha hồ ăn đi. Nó cũng ngon lắm nhờ. Green Diamond nó hạt. Green Diamond nước không à? Thường là mận Đài Loan nó không hạt. Nhưng mà mấy cái cây mà giống hiếm như giống như Red Rocket hay là cái Black Gold này, anh có cây nhỏ để bán phải không? Có, không nhiều nhưng mà có. Nếu mà muốn thì hỏi người bán á. Bỏ nhường lại một hai cây chứ nó không có nhiều lắm. Cái này ví dụ mà Black Gold anh có được mấy cây? Chừng 5-6 cây rồi chứ không nhiều lắm. Hay. Mình có ngoài kia 5-6 cây, không có nhiều lắm. Cái nó đẹp hơn cây này. Dạ. Tại vì cứ ai tới cũng năn nỉ rồi mình cứ nhường nhìn lại đổ cái hết luôn. Hy vọng mà làm lại nhưng mà làm đồng hòa làm quỷ không lên từ không có đủ cây. Cây nhỏ thì có mà cây lớn không có. Tiêu cái Red Rocket của anh nó ăn ngon bao giờ. Ăn lại vẫn ngon. Every year consistently. Hi, what kind of WhatsApp is this? Có perfume. Có trái luôn. Khách mua các bạn. Khách mua mấy cái nhãn nó chùm hết trơn rồi. Trời, khách này biết lựa ghê trời. cây sứ cùi mà tím màu này đẹp á anh. Cái này giá sao trong chậu 15 một cái chậu 15 ga lông là 200 đồng. Nhưng mà rất là nhiều tàn nhánh hoa mà. Rất là đẹp. Rồi mình giới thiệu bạc Hà Núi nữa đây hả? Bạc Hà Núi khổng lồ chứ không phải bạc Hà Núi thông thường. Cây bạc Hà Núi này nó lớn hơn mình nữa. Là chưa từng thấy. Này các bạn, đó ai cần cầu cũ xài cái mục đích gì á thì lên đây đó. Mua nha các bạn. Cái này là mình rước từ bên Hawaii qua bằng máy bay đó. Rước bằng máy bay anh. Tự nhiên đi bằng cargo đó. E cargo. Ủa mà cái một cái cây này khi mà mình xài á mình destroy cái cũ nó luôn hả anh, dục luôn hả là sao? Không, lấy cái cũ thôi. Anh lấy cái cũ là nó chết cái cây sao anh? Thì vậy. Nó đâu có cách nào khác. Từ có người dùng tới đây, có người dùng tới đây, mình không có rành lắm. Nhưng mà thường là tới đây sẽ xuống ở dưới này, mình đi sâu xuống được xíu nữa mình thử. I see. Rồi nó có lên lại không anh, chặt kéo đó nó lên lại không? Dạ nó lên cái xác thôi. Vậy là mua không thì mình thì nó có những cái cây con nè. Những cái cây này là những cây 10 tuổi thôi trở lên không à, chứ không phải cây bao nhiêu một chậu gì vậy anh? Chứ đó ai tới thì mình cho giá, mình không dám cho giá. Ok các bạn, thì ai có nhu cầu cần cái cây này đặng xài đó một cái gì á thì các bạn nghiên cứu tư vấn kỹ ha. Nhưng mà anh có những cây rất là lớn. Rất là lớn ở trong vườn nè. Những cái cây này là 60 đồng. Cái cũ này 60 đồng á anh. Hồi bữa bên kia 70, giờ 10 mình, đồng nữa. Xuống 10 đồng nữa. Cũ cũng lớn lớn các bạn, mà cái này phải nuôi một vài năm. Cây này là phải mấy 10 năm nó mới bằng cây này được. Lâu quá anh. Tại vì cái một năm nó chỉ có 1-2 nấc à. Mà cái này biết bao nhiêu nấc. Cái này cũ lớn người ta xài được rồi. Thì mình có theo cái nhu cầu á, mình có một số cũ từ Việt Nam qua mà nó mắc quá mắc. Bán không nổi luôn.
Ồ, mấy cái này 60 đồng nhìn cũng được các bạn, thấy củ bự bự các bạn. Mình không biết xài nó sao nhưng mình biết mình cũng mua về chân chơi rồi. Nó cái này là Red Rocket nè, mình mới chiết từ cây mè ra. Test rocket của anh nè các bạn, nhìn thấy chiếc kia. Cái này cho để phải trong greenhouse luôn hả? Qua đến mùa xuân thì mình đem ra bán được. Ô, lá dứa cũng còn nè. Lá dứa cũng có. Lá dứa special sao anh, khách mua cây được tặng lá dứa hay sao? Nếu mà mua trên 50 đồng thì mình bán cái cây này là 10 đồng. Trên 50 thì cái cây lá dứa 10 đồng, còn nếu mà không Thường là không trên 25 50 đồng. là 25 đồng mà. Cái này là cái gì anh? Mận gì vậy? Cái đó cái sơn trắng đó là Red Rocket. Mình dòm sơn thôi chứ mình cũng không nhận ra. Cái Red Rocket cái phần lớn ở đây là Red Rocket hết. Đó thì lá dứa đó các bạn mua nó lẻ đó thì 25 đồng, còn mua bất cứ cái gì 50 đồng thì được anh bán 10 đồng một cây nha. Rồi mấy cái củ bạc hà Dạ, núi này mấy bự bạn lắm. hành núi này thì những cái trong chậu này thì mình bán 180 một Cái chậu giống như là hơn chậu. 15 ga lông phải Dạ, không ạ? 17 inch dạ. 17 inch này thì 180 các bạn. Mà mấy cái củ này cũng lớn lắm nha. Tại chắc người ta không thay chậu, không biết sao nó bự lắm nè. Đây, rất là lớn nè. Nó bạc hà núi nè mà mình thấy chắc nó hai cái chậu này rất là già các bạn. Thì 180 đồng. Đây là black gold, mấy cây mẹ của mình còn cây một cây. Cái này black Lắc gô cây mẹ nè gold. của anh đó các bạn ơi, cũng lớn lớn lắm nha, có tên tên tuổi nè, lắc gô quá sắc vô. Còn cái này là Red Rocket thì thường thường mình thấy Red Rocket nó khỏe hơn, cái cây nó nhiều nhánh hơn. Còn cái này mình không có nhánh cho nên e là nó khó lắm. That's why mà khi mình e mình bán mắc hơn là tại vì mình không e không được, không có bao nhiêu nhánh hết. Red Rocket Red Rocket thì nó nhiều nhánh hơn, nó nhưng mà nó khỏe, khó đậu trái hơn là nó Black khó Gold. mà ăn ngon hơn. Ăn ngon, ăn ngon, kiểm chứng rồi ăn rất là ngon. Black Gold rồi anh còn cây vài cây. Ủa nè, có trái nè, chùm chùm nữa nè anh. Nó luôn á Đúng hả? rồi, nó luôn đó. Con thấy mê. Trời ơi, chưa kịp thưởng thức là con chuột nó ăn rồi các bạn ơi, lủng lỗ luôn. Ây da, thôi, cái này là thứ như đụng vô cái rớt à, đụng vô cái rớt. Nguy hiểm quá. Đi vô bên trong của mình có một ít cây mai mà nó đang có bông. Vườn ươm của anh đó các bạn. Ở đây hầm hầm ha anh. Đúng rồi, Ủa nó cái này hồng. cái gì vậy anh, nhìn dễ thương vậy. Cái đó là cái nào, đó là mini bonsai của Cái mai ha anh. cây mai. Nó đang có bông Ồ, đẹp quá vậy ta. nè. Cái mai này mai gì vậy anh? Cái này là mai dẻo 5 đến 12 cánh nha. Nhưng mà thí dụ người ta không có greenhouse, người ta mua rồi cách Thì làm cho nó nó sẽ sống. nó không có sao hết, mà điều nó không có bông đúng vô trong cái mùa mà mùa mình thích. Cái này chỉ cần cái greenhouse vậy anh có chạy hết gì trong đây không anh? Ở đây mình không có dùng hết, chứ mà mùa đông tùy theo cái năm á, cái năm mình thì cũng dùng hết, cái năm thường mình cũng không có dùng hết. Mình bỏ hết cho trong đây rồi. Xinh Thì xinh 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 có hoa nhiều các bạn, một chậu hay bao nhiêu vậy anh? cái này mình bán là 100 đồng. 100 đồng một chậu các bạn, bonsai luôn, uống rồi nha. Có loại mà bự hơn luôn cái này không anh? Có. Cái đây là một cái chỗ để mình chứa cái cây nhỏ. Cái này nhiều loại mai ha anh, cúc mai gì Có cúc mai, có thọ mai, rồi có mai dạ, mai trăm đồng mai các bạn, anh vô trong chậu luôn rồi. cái thân nó cũng đẹp. Cũng đẹp, có dáng hết rồi. Đây là vườn ươm. Cái này là cây cinnamon. Cinnamon của mà người Của ta Mỹ làm anh, để làm cinnamon cinnamon là mình ươm. flavor. Lần đầu tiên mình đi vào vườn ươm này luôn á các bạn. Tại mấy này hồi xưa là bí mật quốc gia không cấm vô. Không được. Cây lý phải không anh? Cây lý.
Thì mình có được một cái vườn vườn ươm mãng cầu cây không, cái này là khế chua. Ồ, khế chua các bạn, quá trời, chậu nhỏ nhỏ chút 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 li ti nè. Dạ. Yeah. Cái này là có bán không anh? Qua năm là mình sẽ bán. Yeah. Qua năm bán mới ươm mà. Dạ. Còn bé bi quá. Dạ. Yeah. Nó chưa lớn lắm. Dạ. Yeah. Cây nhãn tím đây. Anh có rất nhiều cây lý luôn các bạn. Dạ. Cái lý này giá gì sao anh? Trong một cây trong chậu 15 ga lông thì giá sao? Trong chậu 15 ga lông là 100 đồng. 100 đồng các bạn, trong chậu 15 ga lông cây lý. Có hoa gì không anh? Hoa trái. Mùa này chắc nó trái rồi. Nhưng mà cây này sẵn sàng ra bông rồi. Dạ. Dạ. Nhiều cái cây 15 ga lông nó đẹp lắm, nó bự to tùy theo cái. Ủa. Dạ. Bự à? Ừ. Tùy theo cái chiếc cái khúc nào ha anh. Dạ dạ dạ. Có nhiều cây nó lớn lắm. Dạ. Đây là anh có mấy cái cây thanh trà đấy các bạn, cây lô quát nè. Dạ. Cái này chắc big big chim lô quát á. Dạ, mà thường là big chim không ạ, chứ mấy cái loại khác người ta không mua nữa. Dạ. Thanh trà này là bao nhiêu cây anh? Nó cũng vậy đó, mình bán là cây 7 ga lông là 80, cây 15 ga lông là 120. Ok. Dạ, mà mấy cái này không phải, mấy cái này là mình là cây từ hộp lên. Dạ. Mình sẽ grab vô. Ồ, dạ. Cho nó mạnh nè. Yeah. Đây có cây mận này, mận gì nữa anh? Sao cái đó là mận của cái này chắc là mận gì vậy? Mình review thử mận mận của Florida đó, nãy mình nói đó. Dạ. Mận red gì đó anh? Red của Florida, red jumbo. Có cái mận ăn là quý rồi, cái mận gì nó quan trọng. Anh thấy không có ăn nào ăn ngon mà cái red rất kẹt lại. Ăn rồi không muốn ăn cái khác quá không? Ăn dở ẹt rồi. Nhưng mà nhiều trái. Uh-huh. Bù là nó đẹp, nó nhiều trái. Yeah. Nhiều khi thấy trái nó đẹp mà ăn không có ngon mấy ha. Thấy yeah, nó đẹp yeah. Mà ăn. Năm nay thì mình làm nhiều cái cây hoa đào mà mình làm dạng nhỏ để mình bỏ vô chậu Tết, mình bỏ vô trong cái chậu kiển rất là đẹp. Cho nó cũng có hoa. Chứ không có cần phải bự to mà mình yeah. Mình chỉ làm nhỏ lại. Yeah. Này là chiếc ra ha. Chiếc rồi nha. Yeah. Cái này peppermint hay là đào gì á? Đào đỏ, đào red rồi peppermint, ba thứ nha. Yeah. Cái này là bao nhiêu chậu nhỏ nhỏ vậy anh? Mình bán là từ 2 đến 30 đồng tùy theo cái dáng cây. Rẻ các bạn, có 20-30 đồng một chậu nhỏ. Ừ. À, các bạn mua về bỏ vô chậu bonsai. Thì năm tới đến mùa Tết mình sẽ bỏ qua cái chậu sành mình bán vậy đó, cho nên dễ xài trong mùa Tết. Dạ. Mulberry Pakistan ha. Dạ, mulberry Pakistan. Dâu tầm ở trong chậu 5 ga lông nhỏ nhỏ nè các bạn. Cái này là bao nhiêu cây anh trong chậu nhỏ nhỏ? Thường là 50-60 đồng, chừng mai mốt nó lớn á mình sẽ đem ra mình đổi cái chậu tầm ươm thôi, mới ươm thôi. Mới bắt đầu. Đây là bồ đề. Bồ đề. Dạ. Đây là cây bồ đề các bạn. Dạ. Rất là nhiều cây ở vườn cây Mimosa North LA này nha các bạn. Dạ. Nhiều chủng loại nha. Ở cái vườn này mình chủ yếu là mình sản xuất nhiều hơn là mấy cái vườn khác. Dạ. Dạ. Mà khi nó thành cây rồi thì mình đem ra mình bán. Dạ, bây giờ mình làm nhanh nhỏ thấy trước. Nó nhỏ nhỏ chứ nó nhiều, rất là nhiều cây. Vú sữa nè. Vú sữa mica hay vú sữa gì anh cũng đó là vú sữa mica, nó tên mica. Dạ. Cây nó ghép nha. Dạ. Cây nó chít ghép nha. Dạ. Còn cái này ổi giống Đài Loan hả anh? Hả? Đài Loan hả? Giờ mới biết. Nó có trái luôn rồi nè. Dạ. Cái đó chắc là ruby á. Dạ. Ở ruby. Dạ. Ồ, ổi tím của anh không có nhiều các bạn. Đài Loan. Dạ dạ dạ, Đài Loan tím. Dạ. Đài Loan tím này sao anh? Giá sao? Mình bán 15 ga lông là 180 đồng. Ồ, 15 ga lông 180 đồng. Mà cái này giống 5 ga lông anh ơi. Cái này mình chưa có sang chậu. Cái này là mình mới bắt đầu à. Đó, ở ngoài kia có, cái này chưa có bán. Đó, cái này chưa có bán vậy. Yeah. Ở này là bí mật quốc gia. Yeah, yeah. Ở trong vòng này. Cái này là những cái cây chưa có ready để bán. Yeah. 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 Cây bồ đề lớn nè. Yeah. Cái này là ai mà Phật tử mà mua là cũng yeah, cứ, yeah. Cúng chùa rất là đẹp các bạn. Cây cây gốc lớn nè. Cái này cũng thuộc loại là bí mật quốc gia nè. Ở bí mật quốc gia nữa hả? Yeah. Cây ylang nhớ đó,
mà nó đã có bông rồi. Nghi lăng. Ô cái này, cái này với lại cây quay Jamaica cái nào mà hiếm hơn anh? Cái này hiếm hơn. Nghi lăng hiếm hơn. Dạ. Thường thường là ít có bông lắm mà mấy cái này bắt đầu có bông. Ồ. Nghi lăng. Cái hoa nước hoa. Nước hoa number 5 đó, dạ, channel. Oh. Dạ. Hay nha. Dạ. Nó màu gì á? Nó màu xanh, nó rồi nó có cái điểm vàng chút chút, nên là màu xanh cái lá. Dạ. Nó giống như cái lá luôn, cái màu hoa nó giống như màu lá luôn. Dạ. Anh chiết mấy Đài Loan không hạt cũng nhiều lắm nha các bạn. Dạ. Nhiều lắm luôn á, nó ra mầm đồ hết rồi. Ở đây mình có mấy cái giống ổi Đài Loan mới, thật ra không phải là mới mà cũ. Chứ mà người Việt mình lâu nay cứ theo cái ổi không hộp nhiều đó. Bây giờ mình nên go back lại cái phong trào ổi ngày xưa, ăn có hộp nó đâu có sao đâu, nó vẫn ngon như thường. Trời ơi, trái hồng này quá chín là các bạn nên mua về là ăn được liền á. Trời ơi, cái khế quá bông. Cái bông chùm chùm luôn. Dạ. Bao nhiêu vậy anh? Cái này bao nhiêu? Cái này là 400, mình sale 250. Dạ. Cây khế 250 các bạn. Dạ. Ủa, trái quá trời trái luôn. Quá trời trái là quá trái luôn. Mà nó ngọt ha anh? Dạ. Cái đây để sẵn mình nói về cái ổi không, cái ổi quên mất rồi. Dạ đây. Cái đây là ổng mặn hồng đào đá. Không đào đá hả? Dạ, nó chắc lắm. Nó nhìn nó ngon dùng, không? Ăn cũng ngon lắm. Dạ. Đó là hồi ngày xưa nó là được người ta thích lắm, mà sau này nó bị mai một với lại theo thời gian. Nhiều giống mộng các bạn. Dạ. Ngày xưa là chỉ đó là nó cứng ngắc à, nó giống như cái cục đá vậy đó. Dạ. Không đào đá nhìn nó giống cái bánh bao quá. Đúng rồi, nó bánh bao. Dạ. Ăn ngon lắm. Nó lạ. Nó chắc lắm, gần như là nó chắc thịt, nó chắc khủng khiếp luôn. Cái này nói chữ đá là đúng không? Nó nói chữ đá là đúng. Yeah. Yeah. Mình rất là thích ăn mấy cái mặn mà chắc như vậy nè, nó ngon. Còn mà xốp xốp quá kìa. Yeah. Thì sẵn đây mình nói cái ổi thì cái ổi đây nó khác. Cái này là ổi Malaysia thì cái lá nó hơi dài. Thì nó cũng gần như nó giống nhau. Còn cái này chỉ có 35 đồng cây Malaysia này thôi. Yeah. Mà mình cũng không hết cái thứ đó rồi. Có trái nè, nhưng mà nó sai trái lắm anh. Em có mã lai thì anh nói lá nó dài dài nhọn như các bạn. Yeah. Còn cái này là Đài Loan thì lá nó tròn. Đài Loan tròn tròn vuông vuông. Dạ. Chứ đó cái cây nãy mình nói là 108 là cây này. 108 này các bạn vô chậu sẵn 15 mã long à. 108 là sale rồi hả anh? Dạ, cái đó mình không có nhiều để sale nha. Dạ. Cái này là ổi gì anh? Cái này là ổi khuyên nữ hoàng sẵn khoe cái ổi nữ hoàng lớn của mình. Đây là ổi nữ hoàng là đó, nếu mình trồng là nó xuất bi là this. Trái cũng ngon lắm, trái lớn. Ổi nữ hoàng cây lớn anh trồng phong đất là trái lớn nè. Ổi trồng trong chậu nhưng mà trái trong cái chậu lớn. Dạ. Trái nó bự khổng lồ như là thái vuông không hạt. Ăn rất là ngon. Dạ. Nói chung là mình thích cái ổi queen này. Nhưng mà bản thân cái queen đó, thực ra mà nói nó là xuất thân từ cái ổi này. Sorry các bạn, ai bắp kẹn anh nổi quá. Cái này là gọi ổi crystal, đồ ổi Đài Loan crystal. Là nó xuất thân từ rất là nhiều cái loại ổi, nó đi từ cái cây này ra crystal. Dạ. Đấy là mình là phải nói không anh, sao nó tùm lum. Đấy nó mình là nó đi từ cái cây này. Là cây mặt thủy đào vậy. Cây century. Cây Đài Loan century. Là cách đây khoảng 10 năm về trước cây này nó cũng đình đám lắm. Rồi sau nó cũng có hộp mà vài hạt. Dạ, mà nó ăn creamy rất là ngon. Dạ. Nó giống như là Dynamite. Anh có mấy cái loại ổi rất là lạ các bạn. Các bạn có thể mà lên đây thăm vườn rồi gặp anh Kim hả, gọi phone anh tư vấn nha, rất là cái loại ổi lạ. Cái thời xưa khi là mình thích ăn cái ổi này nhất, tại vì nó mềm mà nó có cái vị
cái acid tone trong đó. Dạ. Chứ còn cái ổi, mấy cái ổi sau này thì nó ngọt hẳn, là nó không có cái vị mà nó hơi acid đó. Thì nó mới làm cho cái cây nó thơm và nó ngon hơn. Mà cái ổi này rất là creamy chứ nó không có là, nó vẫn giòn nhưng mà creamy ở trong. Hay ha. Cho nên mình thích cái ổi này lắm nha. Cái này bao nhiêu một cây vậy anh? Cái ổi Century này. Một cái cây nhỏ này là 60 đồng. 60 đồng. Anh nói tựa tựa như là Diamond. Diamond. Yeah. Qua vào ổi Diamond. Yeah. Century các bạn. Yeah. Nếu mà ai thích sưu tầm ổi thì tha về vài cây này, giá cũng rất là rẻ luôn, 60 đồng mà cây như ngón tay. Nếu mình thực ra mình là người fan của ổi thì mình nên có những cái cây này như là những cái cây ổi của Đài Loan mà sau này người ta tìm ru, người ta làm đủ thứ giống khác nhau, nó đi từ Đài Loan ra Thái rồi. Mình phải có nhiều giống mình compare nó. Dạ dạ rồi đúng đó, mình mới biết cái nào ngon cái này dễ. Mà trồng ổi nó cũng dễ lắm, rất là dễ, mình có cái, nó cũng không có đòi hỏi space gì lắm. Mấy em này là mấy em xài, em xài trên chậu 7 ga lông của anh xài gì đây, Julie Alfonso. Đây, xoài Ấn Độ. Có xoài Ấn Độ, xoài Thái rồi đủ loại hết, cái đó là vườn xoài các bạn đó. Ai thích cây gì có cây đó. Ở chỗ này có anh Khiêm có hầu như là đa số tất cả những cây tropical nhiệt đới các bạn. Sẵn mình nói về cái cây mà nho thân gỗ. Ủa cái cây xoài lớn như vậy là thí dụ mà 800 gì có sale chưa anh? Nói là chưa anh. Dạ chưa sale cái giá original thì mình sale khoảng 500. Ồ mà cây xoài này tổ bành nái luôn. Bự quá các bạn ơi. Như bắp tay vậy. Nó cũng không đủ thứ giống khác nhau hết. Hayden Mango. Cái xoài đó cái trái nó đẹp lắm, màu đỏ trong bên ngoài nó đẹp. Pickering nè, em ghiền cái Pickering cũng ngon lắm. Đúng ngon. Cái Pickering nó chắc lắm. Thơm. Pickering Mango. Đây là thuộc loại cũng là ổi xá lị của Việt Nam, nhưng mà gần như bây giờ người ta không có nhiều không trái có, quá không ai này, để ý tới nó. Cái này nữa. Bao nhiêu cây đây anh? Hả? Nhiều cái này mình bán bán trái tính trái. Cái cây nó gốc lớn mình bán 90 đồng. 90 đồng mà cũng cây 15 ga lông xứng đáng rồi. Các bạn nghĩ ổi chợ là xá lị là cũng 7 đồng power mà cái này quá trời trái luôn các bạn ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tầm mười mấy trái mọi người đó. Là 90 đồng, có cây lớn, có chậu, đất tốt, có trái ăn luôn. Con này chậu đấy. 35 ga lông cũng có này. Có 35 ga lông anh bán sao? 30 đồng. 30 đồng, 35 ga lông. Còn cái này là 25 ga lông hay 20 ga lông gì cũng là 10 đồng. 25 ga lông hả? 20 ga lông đều 10 đồng hết. Cho 35 ga lông mà mấy cái này rồi. Thì 3 đồng nha. 3 đồng là chậu 7 ga lông. 7 ga lông 10, 15 ga lông gì cũng chơi luôn. Ô 7 ga lông, 15 ga lông cũng 3 đồng hết. Dạ. Còn mấy cái chậu trồng bự trồng bonsai sao anh? Bán sao? Mình sale là 20 đồng một cái dạ. Ôi giời, bự như cái mâm luôn, 20 đồng. Cái này có cây nào mà quý nhỏ nhỏ bỏ đúng rồi, bỏ cây mai vô á. Đẹp á. Có chữ Tàu nhưng mà không hiểu. sẵn mình nói chuyện cây nho thân gỗ, cái mùa này là mùa có hoa nên cái chuẩn bị đi tìm là nó có hoa. Sao cái này anh chặt xuống lùng lùng vậy? Cái này là cây hoa, cây blue. Blue Japatica bà các bạn. Cái lá nó cũng khác nè, lớn lắm. Chỗ nào đó. Mới thấy cái hoa đồng. Ủa ổi kilo này là sao, bán sao anh? 60 đồng thôi. 60 đồng cây kilo bà. Có cây nhiều trái lắm nha. Cây kilo. Nè thấy không? Vì cái này mình giờ mình đâu có thấy gì phải không? Nhưng mà nếu mình ngồi mình để ý. Trời ơi không hộp. Ngon vậy? Ổi kilo ngon lắm nha. Ăn rồi mới biết nha. Chứ đừng không có nhất thiết phải ăn không hộp chi vậy, những cái ổi khác nó ngon hơn là ổi không hộp nữa nha. Ngon lắm. Thôi anh mua cây này. Nè nếu mà mình để ý nó có bông rồi nên chịu khó đi tìm, có bông có trái nữa thấy chưa, thấy bắt rồi nè, nho thân gỗ
Mùa này là cái mùa mà mình nên thắp rít đi tới những cái vườn cây, đi lục lạo ở trong Đó. những cái Mà cái này nó có bông nó lạ hơn ta, nó có bông trên mấy cành non, nó không có bông trên thân hơn anh. những cái cây nhỏ, nó thường thường nó như vậy, nó bắt đầu từ đó rồi lần 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 cái nó lắng ra ngoài ngoài sân, nhưng mà nó có bông rồi, thấy không? Mình nhìn mình đâu có thấy gì đâu. Cây này 45 ga lông chậu lớn rồi. Đúng rồi, cái này blue nó hơi quý, nó ít ít có hơn. Nó hiếm hơn là đen nữa ha. Đúng, hiếm 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 hơn đẹp. Ngày bao nhiêu anh? Cũng ngàn mấy hay sao? Dạ, cái này Mấy cây này là mấy cây to đó các bạn. đúng Đây rồi là loại hiếm nữa. dạ Thái xích lịch qua và nữa. đúng Cái này sale là súng một sao trăm hai dạ 120 mà dạ ổi thái lê dài không hạt dạ nên nhiều người cũng gọi thái vuông đó. dạ nói nôm na như vậy đi, cái này bít Ủa chim này đó. chơi chút xíu mà sao có trái ngay trời, dạ nhỏ nhỏ có vỏ mà ơi. yeah. Ở chậu 5 ga lông chút xíu à, có yeah. trái là dễ thương à. Hoàng hậu chứ mình có cái mình bán mất rồi. Ồ anh bán này, cái sắc đỏ là bán này, cây hoàng hậu các bạn. Quá trời trái luôn mà thấy à. Bây giờ mình quay gần gần cho bạn xem. Hoàng hậu à. Cái hoàng hậu à các bạn. Đẹp chưa? Luôn mà anh bán cây này rồi. Gốc lớn nè. Not for sale là bán cho ta rồi. Còn đây có trái ổi nè. Vườn bên đây á, thấy nó diện tích nó không có lớn bằng bên Rosemead mà nó còn cái độ dày đặc của cây còn nhiều hơn đó nhiều. Những chủng loại cây nó khác nhau các bạn, thì hai cái vườn bổ sung cho nhau nha. Thì bên đây nó có những cái cây mà lạ bên kia không có, và bên kia cũng có rất là nhiều cây. Nói trên này cũng rộng chứ anh, nãy À, đúng rồi, đúng đứng rồi, ngoài rộng trời rộng 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 enough, đủ enough. À, mấy cái cây mai. Mai lớn. Cây này là cây gì quên rồi. Cây gì mà đỡ ghép với cây sao ở shop. Bình bác. Bình bác nha. Nói Thì ra anh. Năm tới mình sẽ bắt đầu mình try ghép bình ghép sao shop lên sao cái bình được. bác. Em nghe nói bình bác gốc nó mạnh hơn. Nó chịu nước. Mấy cây mai vậy là giá sao anh? Mấy cây mai bonsai giá sao anh? Cái bonsai lớn thì mình giá từ 1.800 cho đến 1.200 tùy theo cái dáng của nó. Không mà cỡ 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 về là bao nhiêu? Cỡ đó khoảng chừng 800. 800. Ồ mấy loại này cũng hiếm quá à. Đúng rồi. Hiếm. Mấy hàng nó là 10, ít nhất là 10 tuổi trở lên. Hàng độc lạ hiếm các bạn. Tết rồi có bông ha. Mình phải ép chứ không ép nó không có bông. Ồ có cây này là cây cây gì vậy anh? Cái nào? Cái đó là cúc mai. Đẹp quá ha. Cúc mai thì nó mắc hơn. Mà nó có tới gần cả 100 cánh lận chứ không phải là 12 cánh. Cái lá nó lớn quá. Còn cái này là cây chùm điên điển. Điên điển nè. Chứ không phải là sa đũa khác, điên điển khác. Điên điển bông Điên điển ngang bông được vàng. Á. À nó cũng giống vậy. Điên điển nè các bạn. Nó bông vàng, còn cái kia là bông đỏ hay với bông trắng. Cái này cũng hay lắm nha, cái này ăn lẩu mắm ha. Ngon lắm á. Điên điển thì nó khác một xíu. Lẩu mắm mà thiếu cái này là không ngon đâu. Rồi các bạn, next mình theo anh Kim mình show thêm mấy cái cây Nhờ, khác như là cây mai này mình không có đem vô trong, mình đỡ ngồi. Ê, ơi, cây lựu của anh có anh trái dễ thương. Cái đó là lựu trắng là quý lắm á. Lựu trắng anh. À, lựu bạch đó, lựu bạch, lựu lựu hả? À, lựu bạch. Ồ, nó hiếm hơn là lựu lựu đỏ ha. Từ bên trong nó mềm lắm, nó gần như không hột. Cây mai của anh các bạn. À, cái mai mình bỏ ở đây suốt năm á thì nó nhìn nó đẹp hơn là cái mai mình bỏ trong cái vườn ươm. Nhưng mà nó không có bông. Nó có bông tháng 4 tháng 5. Anh lặt lá, anh có phải lặt lá cho nó không? Không, nó tự động nó có bông mà. Thì mình lặt thì nó mình ép nó, còn đây mình để nó tự nhiên. Rồi cái dáng nó uống như con rồng các bạn. Dạ, đó là kêu là dáng long. Dáng long nè. Rồng bay phượng múa. Mình có những cái cây sung cũng đẹp lắm nha. Sung. Bonsai sung. Cái này là cái gì nữa? Cái đó là cũng là một cây giống như ở Việt Nam mình là cây gì? Tự nhiên quên lẫn. Nó có trái.
Cây ở đầu đình á, không nó cái mấy cây gì mà lộc vừng vậy đây anh có không ta? lộc ở cái này là linh sam. Linh sam. Dạ. Ồ linh sam. Dạ. Này bông nó tím tím đẹp lắm Tím không tím anh? đúng rồi. Dạ. Linh Đó hồi sam. nãy mình nói điên điển là đây nè, điên điển có Ồ bông cái củ đỏ. củ đẹp á. Dạ. Cái này là bao nhiêu cái vậy anh Kim? 300 đồng. Wow, à, mấy hàng này là hiếm á. Đó, Mấy hàng bonsai. linh sam cũng đẹp lắm nha. Mấy hàng bonsai Dạ. là độc lạ hiếm. Dạ, linh sam là giống như là phong Ồ. thủy trong đó. Dạ. Người Hoa thích cái cây linh sam. Linh sam. Dạ. Nó có cái Ồ. bông tím tím này nè. Âu xứ Thái nha các bạn. Dạ. Củ vậy anh bán 50 đồng nè. Coi có củ nè. Ồ củ bự nè. Hay. Cái này là mấy lớp vậy anh, bình thường thôi ha? Dạ, bình thường. Cái này hồi đó em trồng nhiều mà em tưới nước nó đi. Dạ, đừng có tưới vậy. Nếu mà muốn tưới là mình phải đôn nó lên. Mấy cây linh sam của anh nè các bạn, linh sam là đẹp. Anh nói cho nó ăn ăn trái mới discount thôi, mấy cái cây bonsai thì không. Đó. Hàng này hàng chắc nó hiếm. Có bông các bạn, bông cây linh sam. Linh sam rồi lộc vừng rồi. Wow. Đẹp ha. Cái này nó chịu lạnh được không anh? Nó cũng giống như là cây cây mai vậy đó, mình cũng hơi để ý một xíu. Dạ. Ok Mà nó đấy. không có sao. Dạ. Nó không có sao gì hết, nhưng mà mình phải để ý. Dạ. Mình không chủ quan quá. Chủ quan quá vậy. Ở Thái Thấy ruby ruby nữa kìa. Ê, ruby trời ơi, sao not for sale nữa, ai mua rồi hả? Ta yeah. mua rồi. Chắc có người mua rồi, anh đây Không, not for sale bạn ơi. Thấy ruby. Ở đây không có thấy ruby nhỏ nhỏ ha, thấy ruby hết rồi. Năm nay mình làm ít, có thể chừng 1-2 tháng nữa mình có vài chục cây nữa. Cái phân xanh xanh này là phân gì? Và mình mới có cái loại phân mới. Thấy những cái cây ở Florida qua cây nào cũng có phân xanh hết, cho nên mình bán cái phân này để cho người thấy cái phân xanh là Cũng thường 10 thường. đồng một hũ Dạ. 2 ounce các bạn. Dạ. Khi mà Cái này qua cái mùa trái rồi đó thì mình dùng cái phân này cho nó cây nó khỏe, nó xanh ra. cái này phân gốc Florida Dạ. Để tại vì mình mua cây Florida gì, cây nào cũng xanh lè, nó bỏ đầy ở trong đó, người ta hay hỏi phân xanh là phân gì, thì ha. mình Mình đây là phải phân kinh xanh. nghiệm. Cái này cái gì anh? Cây này có bông Ma chú hả? thủy, ma chú Mai thủy. chú thủy Dạ. à. Lá lốt mà cũng có nhãn hiệu Không luôn. có đó, Ủa, black tiêu platinum, tiêu là tiêu black pepper. bắt pepper tiêu. Dạ. Ôi dành lắm, lá lốt quá. Dạ, nó giống mà không phải, Nó nó giống cái cầu hơn. Giống. cho anh sang quá, lá lốt mà có anh chơi bản hiệu vô luôn. Lá lốt thì có lá lốt đây, lá lốt lá mơ. Ai muốn ăn lá mơ lá lốt thì tới đây cũng có. Ồ lá mơ. Ừ. Lá lốt có luôn. Yeah. Bông lòng đèn hay gì á. Nó là bạn với lại cái cây thái, bông lồng đèn đó. Mặn nhiều các bạn ơi. Yeah. Mặn đủ loại nha, vườn anh Kim là ở đây là rất là nhiều loại mặn khác nhau nha, đủ kích thước, đủ size. Đi đâu mình cũng thấy cây mặn ở đây hết. Mình sẽ tìm cái vườn này nó sẽ có nhiều mận với nhiều sòi hơn là những cái vườn khác ở cái vườn bên kia. Vú sữa cũng lên lên chậu 7 gallon lớn. Collection gì mà về sòi. Ồ sỏi đúng rồi, nãy giờ em lại mấy sỏi mà mình chưa giới thiệu về sỏi. Em giới thiệu chút về sỏi bạn ơi. Đó, không biết bao nhiêu thứ mình biết hết nhớ rồi, cứ mình tìm ra cái gì đó mình cứ trồng lên đây, mai mốt nó có trái bắt bà con tới tha hồ thử. Mình có gần hơn 100 loại sòi khác nhau, cả một cái collection này thì chừng khoảng 1-2 năm nữa là nó có trái. Cái này là trồng từ hạt luôn hả anh? Trồng từ hạt, phần lớn là từ hạt là Năm mỗi ăn hơn. mỗi năm ấy, thì có một cái người bạn đi qua bên Florida, anh ta dự cái festival gì xoài đó, ông ăn thích khi nào thì ông lấy cái hộp đó ông đem về, ông vô lên đổ. Ồ, vậy là đây là Dạ. những giống ngon không? Mình đánh ra mà ông ăn ở bên đó rồi á, thì ông đem về ông làm xong ông đưa cho mình. Em nghĩ là anh chờ khoảng chừng 5 hơi tới 2 năm nữa nó có Dạ trái. dạ ở bên có những cây có trái thì mình đem ra ngoài. Dạ. Cây nào chưa có trái thì mình để trong đây, như là dần dần là mình có đủ thứ xoài khác nhau. Ngon xài luôn. Mê luôn. Yeah.
đó, mỗi mỗi năm ổng làm lại đó, nó nhỏ từ đây. Ôi, xong nó lên, nó nuôi lên cái này, lần. Dạ. Yeah. Cho nên là mấy năm nay nè. Ảnh nuôi từ hạt cho nó lớn về để có trái các bạn ơi, cho nó chỉnh giống á. Dạ. Hay à. Ở chừng đó khi mình ăn thấy cái nào ngon thì mình ghép. Dạ. Dạ. Cái queen này cũng nhiều quá. Dạ. Yeah. Double tag, yellow, orange, đỏ gì có hết. Dạ. Yeah. Nói chung là rất là nhiều chủng loại các bạn, từ cây ăn trái, nhiệt đới, ôn đới cho tới hoa, cho tới bonsai, đủ hết nha các bạn. Có cả mèo cũng có nữa. Tới con mèo. Mèo mình ở vườn này tới gần 10 con mèo là. Ồ, mèo hoang thôi á anh. Nó tự nhiên nó lại đây. À, có người cho nó ăn nó mới lại chứ. Đúng rồi. Ủa cái cây này cây gì vậy anh, bonsai nhìn nè. Cây pai, cây pai mà cây pai lùn. Gần bao nhiêu tuổi rồi mà nó vẫn lùng chủng mà. Cái giống gì là có bán không, ở đây chừng chơi hết. Ai mua thì bán. Chắc mắc tiền ha. Dạ. Yeah. Cái này biết bao nhiêu năm mà nó không có cao, nó cứ dày hoài thôi. Nó lùng lùng. Dạ, yeah. Cái gốc nó quá lớn mà nó không có cao. Sao mà ai tỉa lên công phu dữ trời. Dạ. Đẹp quá. Ờ. Nhưng mà cứ mỗi năm nó tỉa một lần nó làm cho nó giữ, nó không có bù xù. Ô nhô thân gỗ loại nhỏ hơn anh cũng có nè. Dạ. Yeah. Ở đây cũng còn nè các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là cũng giống như bên kia. Dạ dạ mình xe 700. Dạ. Cái loại xe 700 mà các bạn, cũng còn nè. Dạ. 1 2 3 4 cây. Dạ. Mình xe 700 thì nó nhỏ hơn. Dạ. Nó mình nhiều lắm, và cứ qua bên vườn bên này là mình cái này là đại loạn hết. Dạ. Khi nào nó hy vọng là năm nay nó có sẽ có nhiều cây có bông. Để cho bên kia cũng của anh luôn hả? Dạ dạ. Ôi trời ơi. Hay vậy. Bên đó là bên anh cũng nhà anh ta ấy chứ. Dạ, yeah, mình ươm cây. Alo chú. Anh có đội đầy đủ đồ chơi hết các bạn ơi. Dạ. Yeah. Ủa tính ra nó cũng lớn, tại vì mình đi có một cái à. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái này nó lớn chứ. Cái này cũng không nhỏ. Yeah. À. Nhưng mà anh còn len nè, anh build thêm quá trời. Hết sức rồi chứ không phải còn lên. Đuối à. Nè cái mấy cây mai ảnh vô chậu rồi các bạn. Dạ, ơi dạ. Chơi chơi Tết. Những cái cây này là mấy những cây ghép hết. Ừ. À, để năm qua năm mình sang chậu. Dạ. À. Dạ. À. Cây có rễ không anh? Dạ. Ồ. Xong cái, rồi đến sắp sửa là mình sẽ cắt nhỏ rồi bỏ qua chậu 3 galon để năm tới mình bán. Dạ. Hay à, cây dạ. Cây hồng đủ loại cây hết, hồng rồi để vậy tưới cho nó dễ dàng ha anh. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tốn nước ít tốn nước. Dạ. Thì bây giờ đến cái mùa này là cây nó bắt đầu nó xuống rồi. Dạ. Nó chuẩn bị rụng lá hết thì có đủ loại cây, mấy cái cây của Mỹ đó, mấy cây beirut thì mình làm nhiệt kiểu độ này. Giờ nó kỳ, ban ngày dạ. Thì nó nóng, ban đêm thì nó lạnh, thì lạnh. Dạ. Thì cây này là cây gì anh? Cây này là một cái loại cây giống như June Plum của Mỹ. Nó giống cái June Plum của mình, cái mà nó là nó ngọt, nó chua chua. Có trái rồi anh? À, mà người Mỹ kêu là Hot Plum. À. Cái trái nó giống như trái cóc của mình nhưng mà nó khác một xíu. À. Người Mỹ thích lắm. Yeah. Cái này ba. Ăn nó cũng giống như trái cóc vậy mà nó chua chua. Hot mà Plum. Hot Plum, người Mỹ thích cái này lắm. Ừ. Người Mỹ là không ăn June Plum mà ăn Hot Plum. Ồ, bên đây cũng rất là nhiều cây luôn. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Mít đồ Malay, Malay apple, Malay apple xoài. À. Hồi xưa thấy có đình đám lắm mày. Dạ yeah, đúng rồi, đúng rồi, nó hơi chịu lạnh xoài, hơi. Xoài, xoài các bạn, xoài chậu 7 galon nhỏ. Hồi giờ có ăn ăn Miracle Food chưa? Ăn rồi, nó ăn rồi. Xong nó kỳ kỳ phải không? Ờ, mới ăn chưa chứ. Ăn rồi, ăn xong rồi ăn vô thịt vô nó thấy mùi kỳ kỳ chứ. Không phải, ăn nó vô ăn trái chanh nó ngọt như đường. Phải không? Ờ giờ thử đi. Anh có trái chanh đây không? Mà ăn trái cóc hay ăn cái gì ăn cũng thấy ngon hết á. Cái này là cái cây thần kỳ các bạn. Dạ, không biết còn trái không. À kìa, trái ra đây, đóng kìa. Cái thần kỳ, dạ. Miracle Fruit nè. Để mình thử cái trái thần kỳ coi. À. Trời ơi, vườn ảnh nhiều cây quá đi. Cây ngọc lan lớn nè các bạn. Ngọc lan lớn nè, cây to đùng. Rồi, mình rửa cái bỏ vô nghiện ngậm, đừng có nuốt. Nhẫn vậy đó. Rồi mình kiếm cái trái gì mình ăn ha anh.
đừng lo, 5 phút sau mà ăn cái gì nó cũng ngon hết á, phải không? Ừ. Đừng có nuốt cái hộp nha 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 gì đó. Ăn cũng ngon, cái chá nó ăn cũng lạ lạ miệng phải không? Mình nói mình đi vòng vòng một xíu cái mình ăn cốc nó ngon trời ơi, không có gì bằng hết. Phải không? Em thấy cái mũi kỳ kỳ nha, giống cái đường hô hấp á. Là giống giống đường hô hấp. Phải không anh? Giống giống. Cái gì quên à? Rootstock. Rootstock các bạn. 25 đồng một cây nha. Yeah. Rootstock cây mua già 25 đồng một cây. Yeah. Có hết rồi. Rồi có mấy cây lấy lại luôn. Dạ. Yeah. Thì nó các bạn biết sao lấy lại không? Nó có hai gốc. Này, ghép là tuyệt vời. Ổi luôn, ổi cũng ghép luôn, 10 đồng một cây. Hay hay. Xong chưa? Ăn xong chưa? Rồi. Nhẹ chưa? Rồi. Rồi xong rồi, bây giờ tìm cây, tìm trái cốc mà ăn. Tìm cái chanh vô hả? Chanh ở đây không có mà cốc. À, có cái cốc kìa, chứ mà ăn kìa. Xong chưa? Xong chưa? Rồi, cốc này là cốc chua phải không? Mình ăn vô mình coi mình này, mình nghe ra gì? Nó ra cái gì? Ồ, ngọt trời. Không ngọt không được tưởng tượng được. Nó ngọt cái gì? Đó, thần kỳ là chỗ đó, ăn cái gì vô cũng ngon hả? Lạ lắm các bạn. Các bạn muốn hưởng cây thần kỳ trồng á. Ăn cái trái nó xong rồi cái cốc chua này ăn ngọt ngay à. Không có tưởng tượng là cái một cái ngọt cái quá anh, như đường á. Dạ, như đường cho đất vai nè. Khi người ta tới mình chờ ăn cái kia mình không có nói trước. Xong cái mình chờ cái cốc ai cũng muốn mua cái cốc nó trên đời này không có bao giờ có cái cốc nào nó ngọt như vậy hết. Người ta dành nha. Dành nhau lại mua cái cốc. Không có cho chanh, có cho chanh mình ăn thử chứ không ngọt à. À đâu qua bên kia nó có cái chanh. Mua cái đó về uống thuốc được cái anh ví dụ mà. Đúng rồi, mấy người bị tiểu đường đó. À. Ta hạn chế ăn đường thì ăn cái này. À, uống thuốc đắng quá đó, thầy sợ đắng đó. Ăn cái đó vô uống ực vô. Ăn cái gì cũng ngon hết á, à, ăn cơm cũng thấy ngon. Mà nó bao lâu nó mới tan hết? Nó lát khoảng 1 tiếng. Ừ. Cái cây nó lạ quá. Đúng là thằng kỳ thiệt. Tự nhiên ăn cái cốc mình nó ngọt ngay à. Kỳ thiệt. Nó ngọt cho mà nó vẫn giữ cái original taste chứ không phải là ngọt như đường. Không. Nó hay ở chỗ đó. Chứ không phải là mình ăn cục đường, mình vẫn giữ cái original mà nó ngọt thôi. Mãng cầu cây lớn Úc 2 hả gì đó anh? Cái này là ghép nè. Ghép nè. Bao nhiêu cây lớn vậy anh Kim? Thường thường là từ 5 đến 600 đồng tùy theo cái cây dạ. Ồ, có trái nữa các bạn. Dạ. 5 600 đồng mình cho bự trái bự chân nhân. Trái nhiều lắm nha. Ghép nè. Là do Thái. Dạ. Ồ bên đây cũng nhiều cây quá. À. Lâu lắm rồi em không có lên này, 5 năm rồi. Dạ. Nhãn nó bắt đầu cái trái ăn được hết rồi mấy cái trái này. Giờ mà ăn nhãn là tôi không dám ăn nhãn đâu, nó ngọt quá. Bản thân nó ngọt rồi mình không có nên ăn nhãn nữa. Ngọt hả? Ngọt quá. Giờ mà ăn nhãn là chịu không nổi đâu. Một ngày luôn các bạn ơi, ăn nhãn vô ngọt. Bà cố luôn. Ủa? Dạ. Cái gì mãng cầu ghép nhiều loại ha? Dạ, không, những cây nhỏ của mình đó mà. Epichu, cái này là bao nhiêu cây anh? Cái này mình bán 60 dạ. 60 cây chậu 5 galon ha. Ừ. Cũng có cây cũng cao cao. Dạ. Trời ơi, nhãn anh thấy mê không? Tuy đâu thấy nhãn thấy đó. Dạ. Cái vườn, sao mà em thấy vườn, hai cái vườn mình mua xài của anh, cái vườn nào cũng nhãn nhiều quá. Bộ anh có mấy cây nhãn lớn lắm hả? Mình có một cái vườn nhãn là mình chiết á. À. Nó có khoảng 200 gốc nhãn nên chiết hoài chiết quỷ chiết cũng hết. Mà giống ngon chứ không phải giống dở. Dạ, giống dạ. Ngon. Đây sơ ri cầu công các bạn. Sơ ri cầu công này là chậu 7 galon là bao nhiêu anh? À 7 galon là 80 dạ. 80. Còn đây là khế. Wow. Đây khế trái nhiều lắm các bạn ơi. Mê luôn. Cái này là Ngọc Lan. Ngọc Lan. Ừ, này thơm. Thơm nha. Bữa có một cây về thơm lắm luôn anh thấy nha. Yeah. Sáng mà uống cà phê uống trà gì ra đứng gần nó mua. Thơm lửng ha. Yeah.
Dạ, cái khế này đến mùa đông là coi như ngập trái luôn á, nó đầy trái từ trên xuống dưới, không có chỗ nào không trái. Sơ ghi gồ công cũng trái nhiều quá nè. Ừ. Tẩy ca lông trái nó nhiều. Mùa đến, chừng 2 tháng nữa là trái nó lớn. Dạ. Trời ơi trời, khế đây. Khế đây vườn đây nhiều hơn bên kia quá trời khế luôn mà. Ủa cái khế bự vậy bao nhiêu cây anh? Sau khi thì mình tùy theo cây, mấy cái này thì đó nên những cái cây này là mình phải mình trước khi bán mình đem qua đó mình làm chậu rồi lại thì mình bán. Dạ. Rớt rồi. Cho nên cái vùng cái vườn này giống như là nơi sản xuất. Dạ. Khi bán mình suy nghĩ coi nó có nhiều cái mà đẹp thì nó ở cái dạng nào, mấy bao nhiêu ga lông được đó thì mình làm cho nó đúng. Dạ. Hay quá trời trái rồi. Tha hồ ăn khế các bạn. Dạ. Ai mà muốn lên đây rồi dạo vườn ngắm cây, mua cây hả? Không mua cây cũng được, lên ngắm cây rồi ăn thử vài trái cây trên vườn cũng hay không hả các bạn? Cây khế rồi cây nhãn đồ quá trời trái luôn. Cái này là cái gốc mãng cầu mễ thôi phải không anh? Cái này chưa xử lý phải không? Không, là cái cây ghép à, ghép mãng cầu mễ. Oh. Mãng cầu mễ cũng có một thời rất là được được chuộng. Nó thơm hơn mãng cầu dai. Yeah. Thấy cái mùi nó thơm hơn, nó không có dai thôi chứ mà mùi thơm. Cái này Dr. White ha. Dạ, yeah, mình ý là Dr. White, Boot, Peace, mình có ba loại đó chính. Cái này bao nhiêu? Cây lớn nhiêu? Cái khoảng 250-300 gì đó, yeah, tùy theo cái size. Cũng lớn lắm mà. Dạ. Yeah. Cây này size khủng luôn, nó còn mễ. Cái gốc nó rất là bự. Nên đôi lúc mình hứng lên thì mình làm cây, mình chuyển qua Atomoya, mình làm tree in one nữa. Mình nhiều lúc mình giữ cái cây mãng cầu mễ lại, nên nó có bốn thứ trên đó. Ai mà không thích cây cao quá thì chặt ra đây. Dạ, là ghép vô, ghép từng nhánh vô cũng được. Đó. Tại vì mấy cái này nó khỏe lắm nha. Rộng quá, vườn này rộng. Cái này là cái bên sân thứ hai các bạn ơi, cái bên sân thứ hai. Ngọc Lan mà trong chậu 15 ga lông này sao anh? Cây này sao? Mấy cái đó là mấy cái chuẩn bị qua 20 ga lông, mà 15 ga lông bên kia mình có, mình bán 100 đồng 15 ga lông cũng lớn lắm. Mấy cái này là mấy cái 20 ga lông rồi. Thì khoảng nếu mình bán khoảng 200. 200 cây. Dạ. Sao nó cao quá, nó không lùng xuống được ha. Cái đó do mình thôi. Thì mình để cho nó đi tự do, nhưng mình cắt đầu nó thì nó ngắn lại. Cái này là cây nè, cũng có cái cây màu vàng. Là hoàng lan vậy á. Hoàng lan dạ. Cây hoàng lan là cây này nè. Cây hoàng lan các bạn. Dạ. Bông nó màu vàng, đây màu trắng như là ngọc lan. Dạ. Thì cái lá nó cũng hơi khác, nó cũng vàng lá hơn. Mà mùa này là hết bông rồi. Wow. Mà hoàng lan nó không có thường xuyên. Ủa, bên đó là cũng có vườn của anh luôn hả? Dạ dạ. Ở bên đó. Là... vậy? Ôi trời ơi. Cây hoàng lan nó không có bông thường xuyên, nó chỉ một năm một lần thôi. Rồi nó thành cái trái. Nhiều lắm các bạn ơi, cái sân cái bên đây cũng lớn như bên kia luôn á, tại mình tưởng một bên thôi. Quá trời. Ủa anh chưa ra đem qua nữa nè, ổi Đài Loan tím Đài Loan. Ít hạt nè. Đó, ổi Đài Loan purple. Thường mình bán. Cái đó mình bán sỉ không nên mình cũng không có đem qua. À. Thùng đây cũng nhiều quá. Ôi trời ơi. Đi này mà mệt luôn á anh. Đúng rồi. Anh đúng rồi. Đi này mới có xe đạp đi. Được ít rồi nhiều quá vậy ta. Mình có cái collection gì Dragon Food mà mình chưa có thời giờ để mình làm. Anh trong đây nó anh có làm túi nó luôn bỏ vậy, nó vàng luôn. Nó có khoảng 50 giống khác nhau mà mình chưa có thời giờ làm. Trong đám này đó hả? Từ trái sang phải 50 giống khác nhau. À. Mà giống quý không đó. Phải không? Hồi đó mua một gốc là 20-30 đồng một gốc không á. Yeah. Giống quý mà anh bỏ lăng lóc rồi vàng cháy lá, cháy cành luôn các bạn ơi. Có nhiều cây có trái lắm rồi. Yeah. Có, ủa nhỏ xíu thì có trái hả anh? Có, nếu mình để ý kỹ là nhiều đó thì trái nè. Thì có trái các bạn ơi. Có trái các bạn ơi. Trời ơi, trong đó ai ăn được.
Trời ơi, cái trái mãn cầu gì vậy? Cái đó là red, red, red alama. Red alama bự quá bạn ơi. Yeah. Trời, khủng khiếp không? Bự quá. Trái nó to như là ở trong nó đỏ. Yeah. Còn đây là ở Đài Loan. Đài Loan không hạt các bạn, anh trồng dưới đất rồi các bạn. Đài Loan. Mấy cây Đài Loan không hạt anh trồng dưới đất rất là lớn luôn. Yeah. Rất là lớn luôn, trời ơi. Cái đó để mình lấy, không thèm ăn luôn, con gì ăn luôn. Thì con này luôn. Oh wow. Cái này anh phải hái vô anh ăn chứ không thôi. Nhiều lúc rồi con gì ăn không vậy? Ủa? Nhiều lúc mình không có thì giờ để mình quá. đi hái cho hai trái. Cái đó gì nữa anh, do thân gỗ chậu 45 ga lông hả ba? Dạ, mấy cái này mình không biết, nhiều lúc năm nay nó sẽ có bông. Yeah. Mình nghĩ là đúng rồi đó, năm tháng 11, hết tháng 11 là bắt đầu á. Dạ. Sabuche. Sabuche trái ngập hết. Đầu bò gì hả anh Kim? Không, cái này là Alano hay Hashisa thôi. Dạ. Trái nhiều lắm, trái đậu nhiều. Đậu nhiều trái á. Cây lớn khủng vậy là bao nhiêu anh? 45 ga lông khủng vậy. Mỗi cây mỗi khác á. Dạ. Mình nói theo đơn cái spot thôi, on spot thôi chứ còn cũng khó. Thì mình bán từ 800 đến 1.200. Dạ. Trời ơi, rẻ đó. Ừ. Cái cây 1.200 mà trái đầy mà gốc bự vậy là cũng rẻ đó. Trời ơi. Alano. Cây lớn các bạn, cao mười mấy feet á. Quay bạn xem nha. Khủng khiếp. Từ 800 tới 1.200. Thì ai có nhu cầu thì hỏi anh Kim trực tiếp nha. Tại vì mỗi cây anh nói giá thể khác nhau tùy theo cái trăng của nó với là cái dáng của nó nữa. Thì cây lớn nhìn dáng. Từ hôm từ phần những cái cây này là mình bỏ bên đây, mình không có bán bên này. Dạ. Khi mình bán thì mình sẽ làm lại cho nó, mình trim, mình làm lại thành cái mình đem vào đó, nó có giá nhất định, lúc đó mình biết giá, mình định giá nó đúng. Dạ. Còn cái cây này giống như mình bỏ hàng loạt, cái mình không có ai giống ai hết, cái cây 1 năm, cái cây 5 năm không có giống nhau. Mình khó nói, như cái cây này nó bự tổ chảng luôn, biết bao nhiêu năm rồi. Cây này lớn à. Không biết bao nhiêu năm mình nói, nên mình nói giá rẻ cũng không được, nói mắc cũng không xong. Cái này lớn bắp tay các bạn. Dạ. Khó nói à. Dạ. Cái những cây mình mới bỏ vô à, mình cứ đỡ nó từ theo thời gian á, nhiều lúc mình quên luôn, cái thành ra cây 5-10 năm tuổi mà không biết luôn. Cái khách cho bằng giá họ bắt lại cây ngon xong rồi mình táo quả bán lộn cây. Khó nói, cho nên mình phải mù nó ao ra thì mình lúc đó mình mới định giá đúng. Dạ. Nhớ thân gỗ về giống chậu 25 hay 20 ga lông anh. Dạ dạ. Thì đó, những cái cây này cũng vậy, nhiều lúc những cái cây nó lâu năm đó rồi mình không thể nào nói được. Cái này khi mình làm thành chậu mình qua bên kia thì mình mới định giá đúng được. Cái này có thể già hơn. Dạ 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 đó, mình nó ở trong này nhiều lúc lâu quá là mình không có định giá nổi. Dạ. Dạ. Kiếm ra có bông luôn. Cái anh Kim hồi nói 700 các bạn thấy. Dạ. 25 ga lông có sách đi rồi đó không? khó nói. Yeah. Trời ơi, nhiều đống, lắm yeah, một đống, đó. Đó, đúng, cũng là 25 ga lông mà em thấy góc nhỏ hơn cái thằng đó nhiều. Dạ yeah, dạ. Yeah. Có thì 1.000 sale 700 bạn, trong chậu 25 ga lông, nhưng mà phải check cây với ảnh nha. Thì cái nào, tại có những cây ảnh nói là mặc dù trong chậu 25 ga lông nhưng mà chưa có thay chậu thôi, cây lớn mà không có thời gian các bạn. Đó, nhưng mà cái số trong đây nè có thể kiếm cây có hoa cũng không khó đâu. Dạ dạ dạ. Thì đến từ đây cho đến tháng 12 thế này cũng có cây có bông trong đây. Mà thí dụ mà người ta mua cái giá anh đã sale rồi, thí dụ mà trên một cái số nào đó, thí dụ 1.000 hả, 2.000 gì đó, có special gì thêm không? Thí dụ vậy đó. Cái đó cây có thể mình sẽ có. Dạ dạ dạ. Mình cũng không mai chuyện đó. Nếu mua nhiều mình. Dạ, nó mua nhiều vậy. Với lại nhiều lúc là mua cái gì. Đúng rồi. Khó nói lắm. Ví dụ như người ta mua một cây, nhiều lúc cây 2.000 rồi chứ đâu có còn gì nữa đâu. Đúng rồi. Thì nếu mà ai có nhu cầu hay mua group rồi vậy thì mình sẵn sàng mình bớt. Dạ. Dạ. Mình giống như là wholesale vậy đó. Dạ. Mình có giá wholesale. Mua group thì có lợi hơn các bạn. Dạ. Thì anh có giá đặc biệt special cho buy. Cái này vô chậu 35 ga lông rồi ha. Dạ. Nó màu lớn đó, cái cây mà thí dụ mà nhỏ anh vô 35 ga lông vậy nó màu lớn.
mình không có vô nó không lớn. Có thể anh làm thí nghiệm thử các bạn, thí nghiệm thử cái nó lớn. Bỏ vô cái nó một 6 tháng sau cái nó khác liền. Wow trời là cây. Mấy cái cây này nó trái đầy hết rồi. Đây. Cái này là cây Alano luôn hả anh? Cái hai giống chính là Chisa với là Alano. Cái này Alano. Cái này là nó có Macot. Cũng có nhiều cây các bạn. 25 gallon sabo chơi này là bao nhiêu anh? Cái này là 700 đồng. 700 đồng. Tại nó size nó nhỏ hơn á. Size nhỏ hơn. Nhưng mà đầy trái các bạn ơi. Có Macot với Alano. Cây 700 cũng lớn lắm các bạn. Có cây 700 gốc cũng lớn lắm. Ok lắm á. Hôm nay mình được anh giới thiệu quá trời mà. Đây là phần lớn ươm này luôn. Flower pit. Cái này là chưa có đem đi bán mà chỉ chuẩn bị thôi mà. Dạ, năm tới là mình qua đến mùa xuân là mình đẩy qua bên kia. Bán hết hàng thì đem qua. Cái này cũng giống như là ghép nè các bạn. Dạ, mình cây ghép ở đây. Ghép ở trong vườn. Cây vườn ghép luôn. Dạ. Wow. Đó là cái. Trời ơi, khổng lồ quá anh. Cũng cái nhà thân gỗ nó bị mình hơi bị loạn xị tùm lum ta luôn, cây nhỏ cây lớn cây lớn cây bé gì tùm lum. Em đi nãy giờ em nghĩ em đi phay mau năm mau vòng vòng sao cho nhiều quá vậy. Ủa tính ra cái này hai cái vườn nhập lại lớn hơn là cái ở Rosemith kia của anh nữa. Nhiều cây hơn bay nó nhiều cây hơn là bên kia mình mới mở cho nên cây nó không hơn cái nhiều bằng. Cái này nó lâu năm rồi nó nhiều. Thông thường á, những người mà ghiền cây thì nên đến những cái vườn già. Đúng rồi. Thì ngay cả người chủ người ta cũng không biết là trong vườn nó có cây gì thì nó nhiều quá nhiều nó quên đi mất đi. Cho nên mình đi lùng sục trong mấy cái vườn mà lâu năm á sẽ có những cái cây. Còn mà mình ổi ngạc nhiên. Ổi gì vậy? Ổi Thái rồi thôi hả? Cái ổi xá lị từ cái thời của chú Tiến đến giờ đó. Nó lộn là mấy chục năm rồi. Nó bự quá. Mình chưa có sang chậu nè. Nó cứ nằm nó miết luôn à. Ví dụ mà ai muốn mua cây bự bự mà chỉ cần ổi xá lị thôi, cây bự vậy là giá sao anh? Ví dụ mình bán rẻ thôi à, bao nhiêu mình cũng bán hết, mua là mình bán. Từ 100 đến 200 là mình bán à. Cái gì? 100, 200 cây bự gì hết anh? Mua bao nhiêu mình cũng bán hết. Từ nó lâu rồi. Các bạn, trong chậu 20-25 gallon mình luôn, cắt đồ sẵn rồi, trái chùm chùm mỗi xá lị này đó, 100-200 tùy theo cái cây gốc lớn nhỏ các bạn. Đó, có thể... Tùy theo người đối diện, mình thích là mình bán. Wow. Cái những cái cây nó rất là trái rất là ngon, mình không biết nó cái nguồn gốc là gì. Trái đó. Em thử mấy cái trái này ngon lắm. Ăn trái thằng kỳ ăn như có ngọt. Bây giờ thì bị cái thết của mình nó bị hơi bị nó ngọt quá. nó không có được chính xác nữa. Nhưng mà cái ổi này ngon, cái trái sần sù rồi nhìn rất là đẹp, không biết ngon hay không, biết mà nó rất là đẹp. Nó có cái hột nè, đúng không? Không, mấy cái ổi này hồi xưa mình thích lắm là các bạn mua mấy cây này à. Nếu mà xe mình chở được hôm nay mua bao bóng cây rồi, tại mình đi xe nhỏ ha. Cái cây gì mà anh nói từ 100 tới 200 mà các bạn rất là lời luôn á. Nó gốc tổ bành nái luôn á. Mà trái nó ăn đặc ruột rồi các bạn. Thấy không? Nó đặc ruột à, rất là ít hạt. Đó là Việt Nam. Giống ngon. Ít hạt mà. Nó thiệt cái 200 cũng rẻ. Cái ngày xưa là không, tự nhiên mình có nhiều quá mình cũng bứng bát bớt đi đó cho nó vui. Cái hồi xưa nó ngon, cái ổi Việt Nam ngày xưa nó có cái có một cái character khác nè, bây giờ tìm không có ra nữa. Ngon anh. Mấy cái ổi mới không hợp bây giờ chứ cái vị nó không bằng mấy này đâu. Đúng rồi. Cái vị nó ăn ngon mình... mà nó chua ngọt mà nó đậm đà hết. Đúng rồi, nó có cái khác của nó chứ. Mình không thể nào nói cái ổi không hộp là ngon. Nó ngọt quá anh Khiêm. Ăn cái trái giả mà ăn vô. Ăn cái đó là thôi là xong, là một tiếng đồng hồ sau mới biết cái thị giác của mình nó mới combat lại chứ không. Ừ. Cái này nó ngọt cái gì? Ăn mất ổi á. Ngọt ghê quá. Ghi ly. Nhất chi mai. Nhất kỳ mai. Một ngập bông luôn. Cái này nó nở đâu dịp Tết ha? Không, nó nở quanh năm.
mình không biết là nó có nở kịp Tết không, nhiều lúc lại không, mà may mắn thì nó có. Tên đẹp quá, nhất chì mai. Dạ. Trong chậu hay sao tùm lum cây anh nhiều quá. Dạ, 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 nó lúc người ta trồng á, ta sợ người ta bắt cúp, thay vì một gốc ta trồng ba gốc cho bảo đảm rồi. Cái này đắt không anh Khiêm? Hả? Cái này bao nhiêu một chậu? Cái này hồi xưa mắc lắm mà bây giờ mình bán rẻ. Ờ. Mình bán 100 đồng một chậu thôi. 100 đồng một chậu, quá dạ. Trời luôn, chậu dạ. Lớn mà bông quá trời mà. Ừ. Hồi xưa em nhớ em mua một chậu 35 gallon, hồi xưa, đồng nhìn gớm là 35 đồng nhìn gớm lắm anh. Hồi xưa nhỏ xíu một cái chậu này 200-300 đồng như chơi, lúc mà người Việt mình chưa có đó. Dạ. Queens Saboche có ảnh cũng nhiều. Wow. Rồi cuối cùng là cái collection của Atamoya. Trời ơi. Thì đến cuối năm mình bắt hết lính nó về hàng ngang qua đi từ trái sang phải đếm bao nhiêu cây. Nhiều quá. Vườn này là mà chi nhánh chính đó các bạn. Vừa bán cây ăn trái vừa ươm cây giống và nó quá trời cây đủ loại hết nha. Nhưng mà mấy bạn thấy mấy cây mà mình review hôm nay á, có những cái cây mà gốc chính của nó là ở California này á, ăn rất là ngon luôn. Đó. Còn mấy cây Florida cũng mới du nhập về nhưng mà cũng số lượng là không có nhiều, ít ít thôi. Nhưng mà rất là nhiều chủng loại cây hôm nay các bạn. Dạ. Yeah. Cái này là Atamoya mình có. Mình có Presley. Presley. Sao Presley không vậy? Presley không vậy? Có SSA đồ hết đâu, cái gì không? Có nhiều thứ chứ. Cái tầm mua hết rồi. Đông sao mấy đứa nó lấy hết rồi? Còn Presley không vậy? Presley không vậy? Ừ, có khi mấy người đó bỏ Presley vô chỗ anh. Sao thằng này nó bỏ gì có một thứ một á. Presley rồi xong, cái đây là Presley, rồi qua bên kia. Bọn não quá. Nó không hiểu tiếng Việt á anh. El Bumbo. Cái này ngon lắm, El Bumbo. El Bumbo. Cái trái nó có gai, nó có nhiều gai vậy. Fino de Jetty. Ồ, cái này mới còn Santa Rosa. À. Yeah. Collection của anh Atamoya với Cheremoya cũng nhiều loại á. Xanh nhiều lắm mà nó đem giá đúng không anh? Đem vòng đi đâu hết. Để hỏi thằng đó, mình chui. Có thể nãy mình đi qua rồi. Yeah. Không, nó có Presley, nó có cái giống của Florida, nó kêu là Indo Island đó, cái đó trái bự lắm. Là cái giống mới. Rồi nó có Lindstorm rồi. Ủa, cái hoa này giống cái hoa quỳnh vậy ha. Hoa gì vậy? Cái đó là một cái loại hoa mà trong đám cưới của Mỹ nó hay có đó nha, nó kêu là. Đây các bạn, kiếm ra rồi. Mấy giống mãng cầu mới nè. Mình có Lindstorm. Lindstorm. Lindstorm rồi gì nữa. Em mới ghép hành anh thấy nó nó mới nó hơi xíu nó à. Không có nhiều. Sao nó có Lindstorm không đi. Thằng này một chỗ một cây sao không biết nữa. Là Kochi Island là cái này là mới nè. Kochi Island. Dạ. Ở cái đó là Cheremoya hay là Atamoya? Trái bự lắm nha. Rồi mình có Kochi Island, thằng này nó bỏ một chỗ một cây. Kochi Island. Hết cái Kochi Island. Nhiều cái giống mới. Nhưng mà em không hiểu tại sao mà khi mà ghép á không lấy cái rootstock bự để mà ghép cho nó push màu, lấy cái nhỏ chút gì vậy. Tại vì chắc cái người ta đưa mình cái gì mình lấy cái đó. Không phải ghép đây. Cái đây là cây quý mà nó đưa cái gì mình lấy cái đó, mình đâu có không có quyền chọn lựa. Chắc cái người ghép không có cái rootstock. Dạ mình dạ. Kochi Island Lindstorm. Hồi giữa mình có pay rồi mất tùm lum rồi đâu mất hết hả? Năm mười thứ luôn à. Presley hình như nó rồi mất, hình giờ còn có ba thứ à. Presley hồi nãy có coi chú. Dạ, Presley, Lindstorm với lại Kochi Island. Oh, Presley, không phải Presley. Presley. Ồ, Presley. Giống mới nè. Giống mới. Presley. Cho kỳ vậy, đọc giống nhau. Presley cái kia là Presley, dạ giống phở cái cái này là Presley, yeah. Presley cái này Lindstorm, cái này Kochi Island cũng cái giống mới.
Còn chắc là bao nhiêu đó nha. Mấy này trái bự. Trái bự à. Dạ. Với là cái mảng cầu không hột nữa ha, cái sugar apple á. Mình có một cây. Thấy vậy? Dạ. Mảng cầu không hạt nữa ha. Dạ. Đây là mấy cái cây trà xanh của anh đó các bạn. Trời ơi trời hầm quá anh. Trong đây khỏi cần. Trà xanh. Sao mà nó hầm hơn mấy cái vườn kia vậy ta? À, từ nó thấp á. Dạ. Lớn quá. Dạ. Điên hồi xíu đúng rồi. Dạ, cái cây phần lớn ở đây là xoài để mình ghép, mình làm rootstock nha. Mấy cây xoài này nó từ hạt lên đó các bạn. Dạ. Đó, ai mà muốn mua cái này mà chịu khó nuôi 2 năm là có trái ăn, cũng là xoài ngon á. Không, nếu mà mình thường mình ghép lên. Làm rootstock để mình ghép cây. Ghép xoài. Dạ. Mận perfume mới cắt. Ồ, mận perfume mới ra lò các bạn. Mấy cắt từ cây chiếc nó xuống. Ok, mệt chưa? Ok, thôi, mệt rồi. Yeah. Được rồi. Ok các bạn, thôi mình cũng xin kết thúc video đây nha. Nếu các bạn thích video cho mình một like, đăng ký kênh, chia sẻ các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Ok, bye mọi người. Mình quên quay cái mảng cầu đang cháy đó các bạn. Anh Kim nói là double red nè. Thấy nó lạ, nó giống Lisa Prime mà nó không phải nha. Cái texture cái gai nó nhìn khác nè. Ô đẹp á. Anh đã giá trên cầu là 500 mà nó không biết anh bớt nữa không rồi không biết các bạn, nhưng mà cây đẹp nè, có trái. Ai muốn này thì giống mảng cầu lạ sưu tầm á thì liên lạc với ảnh nha. Cái này chắc cũng không có ai có đâu. Gốc lớn lắm bạn ơi. Gốc to lắm nha. Cây này gốc đẹp ha. Mà anh có một cây anh bán luôn hả? Cây được 4 trái bạn ơi, 4 trái, 2 trái lớn, 2 trái nhỏ.